đại ca vừa ra tù sau 5 năm, người vợ mang thai 5 tháng đến đón anh về nhà. Hai người ôm nhau kể lể nỗi nhớ nhung. Lúc này, nhóm đàn em cũ của anh cũng đến, tập mặt liền cúi chào gọi là Xuyên lão đại. Hắc đại ca gật đầu hài lòng, trong lòng rất vui. Không ngờ rằng số phận sắp tới của anh sẽ bị đàn em thay đổi. Đàn em báo với lão đại, thái thúc của bang đang chờ anh ở nghị sự đường. Vậy là đại ca cùng vợ nhanh chóng đến nghị sự đường, tức qua chậu lửa mà anh em đã chuẩn bị cho anh, rồi được đàn em dùng cành liễu để xua tan xui xẻo. Sau đó, anh còn vái 3 lần trước quan công. Hắc đại ca gật đầu chào thái thúc. Sau đó, anh tuyên bố với mọi người một chuyện quan trọng. Anh quyết định từ hôm nay sẽ rút khỏi bang Long Môn. Lời vừa nói liền gây ra một làn sóng lớn. Những đàn em trước đây còn kính cẩn với Hắc đại ca, lập tức thay đổi thái độ, bắt đầu chế nhạo anh. Nói rằng anh sau khi ra tù, ngay cả người anh em tốt nhất là Bạch Mao cũng không đến đón. Đàn em thấy vậy liền muốn dạy tên kia một bài học, nhưng không ngờ lại bị anh ngăn cản. Chỉ vì 5 năm trong tù đã hoàn toàn làm mòn đi những góc cạnh của lão đại. Dù phải đối mặt với sự chế giễu của những người cũ, Hắc lão đại cũng tỏ ra bình thản. Dù biết rằng rút lui rất khó nhưng vẫn muốn thử một lần. Trong lúc nói chuyện, người anh em tốt Bạch Mao cũng đến hiện trường. Vừa thấy Hắc lão đại liền tỏ vẻ mặt châm biếm, sau đó giả vờ tiến lên ôm Hắc lão đại, nhưng miệng lại đầy mùi chế giễu, nói rằng hiện giờ mình có chục ngàn đàn em rất bận rộn, không như nam chính vừa ra tù thì rảnh rỗi. Hắc lão đại chỉ cười nhạt, không để tâm. Tuy nhiên, những người từng vào sinh ra tử lại không chịu được, nói rồi liền muốn đánh Bạch Mao, nhưng cũng bị Hắc lão đại nhẫn nhịn ngăn lại. Ngay khi Bạch Mao đang kiêu ngạo trong phòng tiệc, một người anh em khác của lão đại không chịu đựng được nữa, bắt đầu nói Bạch Mao không hiểu chuyện, nhờ anh cả mà hắn mới lên được vị trí này. Ngay cả chị dâu cũng bắt đầu trách móc Bạch Mao, thậm chí thái thúc bên cạnh cũng nói Bạch Mao đừng quá đáng, có phải không để mình vào mắt. Đối mặt với sự công kích của mọi người, Bạch Mao cuối cùng cũng im lặng, vì tức giận không có chỗ phát tiết. Bạch Mao đổ hết trách nhiệm lên tiểu đệ, nói rằng vừa rồi đều là do tiểu đệ không hiểu chuyện, tám chế giễu anh cả ngày xưa của mình. Mặc dù tiểu đệ chối cãi đủ điều rằng không phải mình, nhưng Bạch Mao vẫn không tha cho người chịu tội thay này. Nói rồi liền bảo đàn em đè người chịu tội thay xuống đất, giả vờ thực hiện gia pháp để thị uy trước mặt lão đại, rồi cầm chiếc búa sắt lớn tỏ vẻ sĩ diện trước mặt nam chính. Thấy Hắc lão đại không động lòng, Bạch Mao tức giận chút hết lên tiểu đệ. Tha mạng cho em, hoa ca, tha cho em một mạng chó, hoa ca. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, Xuyên ca, hài lòng chưa? Giờ đã yên tĩnh rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Xuyên ca, Châu Hùng 3 ngày nữa tại khách sạn Thiên Hải, chuẩn bị tiệc đón gió cho anh. Đây là thiệp mời, Châu Hùng. Châu Hùng là ai? Châu Hùng là môn chủ hiện tại của Long Môn. Đúng rồi, hắn còn là một người hẹp hòi. Kể từ khi anh vào tù, hắn liền đàn áp những anh em theo sau anh. Đây là một bữa tiệc hãm hại, không thể đi. Đó là lời gì thế? Anh Xuyên, tôi không chắc đây là tiệc mừng đâu. Anh nghĩ xem, biết đâu Châu Hùng lại muốn nhường ngôi cho anh thì sao? Dù sao Long Môn bây giờ có rất nhiều người vẫn ủng hộ anh, người thủ lĩnh trước đây, một tên lính quèn như ngươi, có phần nói chuyện ở đây à? Dù là bữa tiệc hồng môn hay không, hay muốn tôi nhường ngôi cũng được, điều này rất tốt, là cơ hội để tôi trước mặt tất cả anh em Long Môn tuyên bố rút khỏi giang hồ. Anh Xuyên, kế hoạch tiếp theo là gì? Nếu không có nơi nào để đi, thì đến chỗ tôi, dù sao bây giờ em có nhiều địa bàn, nhân lực thực sự không đủ, anh biết mà. Không cần phải phiền cậu đâu. Đối mặt với những câu hỏi của đám đàn em, lão đại nói ra ý tưởng và dự định mới của mình. Đó là đến nhà người anh em quen trong tù ở ngoại ô, rửa xe và làm việc vặt qua ngày. Giữa tiếng cười chế giễu của đám đàn em, anh đến tiệm rửa xe hẹn trước để báo cáo. Tuy nhiên người bạn trong tù từng xưng là anh em, giờ lại trở mặt không nhận, ngay cả lời nói cũng đầy mỉa mai. Lão đại cũng coi như là đùa vui lâu ngày không gặp, nhưng người đàn ông lại không bỏ qua, còn gọi cả công nhân sửa xe cùng đến. Nhìn Hắc lão đại như nhìn phỉ, khi Hắc lão đại cảm thấy mọi thứ đã đi quá xa, muốn bắt tay ra làm hòa với người anh em cũ, thì bị người đàn ông từ chối thẳng thừng. Hóa ra đại ca của hắn năm đó chính là bị anh đánh trọng thương, gia đình tan nát. Chúng ta chờ đợi 5 năm chỉ để đợi cơ hội này. Đại ca thấy tình hình không ổn liền muốn rời đi, nhưng lại bị một nhóm người đánh ngã, sau đó bắt đầu hội đồng không thương tiếc. Không phải anh rất uy phong sao? Thử uy phong lần nữa xem. Chuyện đại ca hắc hổ của anh đã qua rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Anh Kiệt, thằng này ở tù 5 năm, chắc chắn bị dọa đến khiếp sợ rồi. Con rùa bị đánh còn phải rụt đầu lại, chúng ta đánh mà hắn không dám đánh trả,
Tôi thấy hắn còn không bằng con rùa nữa. Tôi không quan tâm hắn có là rùa hay không. Hắn đã chém đại ca tôi 18 nhát. Chuyện này không thể bỏ qua. Người đâu, treo hắn lên cho tôi. Ca, ăn. Ca. Xuyên ca tỉnh rồi. Sao không mặc quần áo vậy? Không sợ bị cảm lạnh sao? Đi, làm ấm cho anh Xuyên. Dừng. Thật sự không biết nặng nhẹ mà. Xem anh Xuyên bị hành hạ thế nào kìa. Anh Xuyên. Xin lỗi anh. Người của tôi làm việc cẩu thả quá. Nhìn kìa, tắm rửa cho anh Xuyên. Tắm sạch sẽ. Đưa đây cho tôi, để tôi tắm cho anh Xuyên. Tôi tắm. Kiệt ca, tôi đi nhà vệ sinh chút. Tại sao phải đi nhà vệ sinh để đi tiểu? Anh Xuyên còn chưa uống nước đâu. Hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay cho anh Xuyên. Nào, anh Xuyên. Uống. Để tôi làm. Đưa đây. Mày còn dám đánh trả? Nhốt nó lại cho tao. Đừng ngủ nữa. Tần Xuyên, khi mày chém đại ca tao, mày có nghĩ đến ngày hôm nay không? Nợ của đại ca mày, tao đã trả xong rồi chứ. Chỉ cần mày còn sống, mày sẽ mãi mãi không trả hết. Mày đã chém đại ca tao 18 nhát, 18 nhát. Khi anh ấy chết máu đã chảy cạn, tao sẽ làm cho mày chết, còn thảm hơn anh ấy. Con chó này, đã bị bỏ đói 3 ngày. Đợi chút, tao sẽ thả nó vào. Tao muốn xem, khi mày bị con chó này cắn chết, có thảm hơn đại ca tao không? Ai dám động vào anh Xuyên? Tôi là Thẩm Phi Vũ. Ai vừa động vào anh Xuyên? Tôi là Hứa Viễn của Long Môn. Ai dám động vào anh Xuyên? Chúng mày là cái thá gì? Anh Xuyên, anh không sao chứ? Anh Xuyên, chỉ cần anh nói một tiếng, chúng nó đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Kiệt ca, anh không phải nói hắn đã rút khỏi giang hồ rồi sao? Sao vẫn còn nhiều đàn em như thế? Tôi cũng muốn biết đây. Đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Các người nhốt anh tôi vào lồng, chỉ nói một câu hiểu lầm là xong sao? Các người muốn thế nào? Như thế nào?
qua đây. Mấy người? Tự vào lồng, hay để tôi phải ra tay? Nhanh lên! Ngồi xuống! Tôi cho các người 30 giây, ai ăn hết bát cơm này? Người đó mới có tư cách nói chuyện sống sót với tôi. Bắt đầu! Tôi ăn nhiều nhất, tôi có thể. Hắn hình như ăn nhiều hơn cậu. Tôi ăn nhiều nhất, tôi có thể sống không? Muốn sống à? Dễ vậy sao, anh em? Chúng vừa bắt xuyên ca uống nước tiểu. Bây giờ, đến lượt chúng ta trả lễ. Chắc hẳn anh em cũng nhịn lâu rồi. Đổ đầy thùng cho tôi, lên. Quỳ xuống. Cầu xin các anh, tha cho tôi đi, khi các người tra tấn xuyên ca, có nghĩ đến hôm nay không? Được rồi, chơi đủ rồi, ra ngoài hết đi. Tao sẽ tiễn mày gặp Diêm Vương. Được rồi. Để họ đi. Xuyên ca, chúng đánh anh thê thảm thế này. Không thể tha, các cậu giết chúng, gia đình và anh em chúng sẽ quay lại giết tôi. Những ngày đánh nhau, giết chóc này, tôi chán ngấy rồi. Để họ đi. Muốn đi à, dễ thế sao? Để họ đi. Xuyên ca, không thể tha chúng. Đúng vậy, Xuyên ca, nếu không phải anh em đến kịp, thì mấy thằng rác rưởi này không biết sẽ làm gì đâu. Không thể để chúng đi được. Lời tôi nói không có giá trị nữa à? Để chúng đi. Good. Cảm ơn Tần gia. Xuyên ca, anh là con rùa à? Chúng đánh anh thành như vậy rồi, mà anh còn muốn thả chúng đi, anh đúng là nhát gan. Hứa Viễn, Tần Xuyên là đại ca của anh, sao anh có thể nói chuyện như vậy? Phải, trước đây anh ấy một mình, đuổi theo chém hàng chục người, tôi coi anh ấy là đại ca của tôi, nhưng bây giờ thì sao? Các anh nhìn xem bộ dạng hèn nhát của anh ấy, bị người ta cưỡi lên đầu rồi còn, cúi đầu như con rùa, các anh có muốn nhận thì nhận, tôi, Hứa Viễn, không nhận. Năm xưa Xuyên ca dẫn dắt các anh. Các anh đã thể độc trước quan công, bây giờ các anh nói bỏ là bỏ sao? Chính anh đã phản bội, chính anh ta trước tiên đã phản bội, rời khỏi giang hồ, đúng không? Này, không phải tôi nói, việc này liên quan gì đến Trần Trạch chứ? Nếu muốn đánh, thì đến đây, anh nghĩ tôi sợ anh sao? Dừng lại. Anh Xuyên vẫn còn đây, các anh muốn đánh nhau sao? Các anh không coi anh Xuyên ra gì à? Anh Xuyên, anh em sắp đánh nhau rồi. Anh phải lên tiếng, chỉ cần anh đứng lên. Tôi vẫn sẽ theo anh. Anh Xuyên, chúng tôi sẵn lòng, chúng tôi sẵn lòng. Anh Xuyên, hãy dừng cờ đi. Dừng cờ gì chứ? Uy phong lắm sao, các anh có biết tiếp tục như thế này, cuối cùng sẽ ra sao không? Tôi biết. Chẳng phải chỉ là chết sao? 10 năm trước, tôi đã giao mạng sống cho anh, tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ anh không dẫn tôi theo, anh Xuyên. Anh biết rõ tôi mà. Được, các người không sợ phải không? Tôi sợ. Tôi sợ chết, được chưa? Đều nghe thấy hết chứ, các người xem hắn là đại ca. Hắn có xem các người là anh em không?
Xuyên ca, thôi, đừng nói gì nữa. 3 ngày sau, tôi sẽ tuyên bố rời khỏi giang hồ. Tại buổi tiệc đón tiếp của Châu Hùng, nếu các người vẫn xem tôi là anh em, hãy tiễn tôi một đoạn cuối cùng trong giang hồ. Đi thôi, cái gì, đi. Anh lãng phí thời gian của tôi phải không? Đồ rùa rút đầu, anh em, rút lui. Đi trước đi. Xuyên ca, đi nào. Xuyên ca, tôi đi trước đây. Có việc gì nhớ gọi tôi. Chăm sóc bản thân. Đi thôi. Đây chẳng phải là Xuyên ca sao? Sao vậy, đến ăn cơm à? Ngay cả bộ đồ tử tế cũng không có. Anh làm đại ca mà sống như thế, còn không bằng ăn mày nữa. Tôi không còn là đại ca nữa. Vả lại, tôi không quen mặc đồ vest. Tôi thấy bộ này rất thoải mái. Nhìn cái đầu tôi này, anh Xuyên vừa ra tù, trong túi không có tiền. Liếm sạch cái này. Số tiền này đều là của anh, liếm đi. Mày là cái thá gì mà dám bắt anh Xuyên liếm giày? A Trạch, anh Xuyên, nếu là trước đây, tôi đã giết chết hắn. A Trạch, những ngày đánh đấm, tôi đã quá đủ rồi. Sống bình an nửa đời còn lại, đó mới là điều tôi muốn. Anh Xuyên chỉ cần anh hô hào, anh đừng nói là vài trăm, anh em sẽ kiếm cho anh vài triệu. Kiếm vài triệu, rồi sao nữa, sống cả đời trong tù sao? Hôm nay tôi đến không phải để quay lại nghề cũ, mà là để rửa tay gác kiếm. Anh Xuyên, được rồi. Vào dự tiệc với tôi nào. Đứng lại. Ai cho các người vào? Bữa tiệc hôm nay, người mời đến đều là anh em Long Môn. Các người, có tư cách gì tham gia bữa tiệc hôm nay? Đây là thiệp mời, do Châu Hùng đích thân gửi cho anh Xuyên. Anh Xuyên không xứng, ai xứng? Châu Môn chủ nói gửi thiệp mời cho anh ấy. Tức là coi anh ấy như anh em trong nhà. Anh không nghe thấy anh ấy vừa nói gì à? Không muốn lăn lộn nữa. Rửa tay gác kiếm, rút khỏi giang hồ, không còn là anh em trong nhà nữa. Tham gia cái gì mà tiệc tùng? Anh Xuyên, ở Long Môn Nam Trinh Bắc Chiến, cậu còn đang trong bụng mẹ cơ mà. Cả Long Môn đều là của anh Xuyên, cậu là cái thá gì mà còn dám cản không cho anh Xuyên vào? 5 năm trước, cậu nói Long Môn là của anh ấy, tôi có thể tin. Bây giờ Long Môn là của Châu Môn chủ, một tên vừa ra tù cũng muốn ăn cùng Châu Môn chủ, nằm mơ. Châu Môn chủ là cái thá gì chứ? Anh Xuyên, anh mới là môn chủ của Long Môn. Đủ rồi, A Trạch, tôi đã nói là tôi không làm nữa. Môn chủ Long Môn là ai? Tôi không quan tâm, cũng không để ý. Bây giờ tôi chỉ muốn rửa tay gác kiếm, rời bỏ giang hồ, chó ngoan không cản đường. Biết điều chút đi. Đừng ép tôi phải động thủ. Động thủ, không nhìn xem đây là địa bàn của ai sao? Người đâu? Động thủ đi Làm gì vậy? Triệu gia. Hai thằng này xông vào phòng tiệc, tôi thay mặt Châu Môn chủ dạy dỗ chúng nó một bài học. Ngủ mắt chó của mày rồi à? Dám cản đường anh Xuyên, cản thử xem. Không không, Triệu gia, hai thằng này không phải anh em Long Môn nữa rồi, sao anh còn giúp chúng chứ? Xuyên ca mãi mãi là anh em của Long Môn. Hôm nay Châu Môn chủ đích thân tổ chức tiệc, hoan nghênh Xuyên ca đại giá. Vài trăm anh em Long Môn cùng với các trưởng lão đều có mặt trong đại sảnh chào đón Xuyên ca ra tù. Mày cũng không soi gương, nhìn lại mình đi. Cản đường Xuyên ca? Không muốn sống nữa à? Muốn chết à? Triệu gia, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Quăng hắn ra đường, đập gãy chân, để hắn tự sinh tự diệt. Đừng, Triệu gia, tha mạng cho tôi, Triệu gia. Xuyên ca, anh hài lòng chưa? Đó là chuyện của anh muốn xử lý thế nào thì xử lý đi, không liên quan đến tôi. A Trạch, đi dự tiệc đi. Được rồi. Xuyên ca đến rồi. Hoan nghênh Xuyên ca. Tần Xuyên, lại đây ngồi đi. Giới thiệu với anh, vị này là đương nhiệm môn chủ Long Môn, Châu Hùng. Chào Châu tiên sinh, tôi đã nghe danh từ lâu. Tôi là người không thích lòng vòng,
Hôm nay bữa tiệc này, ngoài việc đón tiếp anh, còn có vài việc cần nói rõ, ông cứ nói đi. Trong 5 năm anh vắng mặt, Long Môn đã có nhiều thay đổi, tất cả những điều này đều là công lao của tôi. Vị trí môn chủ Long Môn cũng là tôi nhờ sự nỗ lực của mình từng bước một mà đạt được. Mặc dù trước đây anh đã đóng góp không ít cho Long Môn, nhưng muốn lấy lại vị trí môn chủ Long Môn e là không dễ đâu. Châu tiên sinh, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, tôi không có hứng thú tranh giành với ông. Vị trí môn chủ Long Môn tốt lắm, đây là anh nói đấy nhé, tôi không ép anh đâu. Vị trí môn chủ Long Môn không thể dành cho anh, nhưng các vị trí khác thì ông định sắp xếp vị trí gì cho anh Xuyên? Tình hình hiện tại của Long Môn các anh cũng biết rồi, các đường khẩu đều có đường chủ riêng phụ trách quản lý. Vị trí đường chủ này Tần Xuyên không thể làm được. Bốn con phố Đông Tây Nam Bắc đều có người đứng đầu, cũng đều có người làm. Mỗi con phố lớn đều có người quản lý chuyên trách. Ngay lúc này tôi không thể nghĩ ra vị trí nào phù hợp, trừ khi Châu Hùng, ông muốn để Xuyên ca thu phí bảo kê chứ gì. Anh nói đúng rồi, phố Thiên Hải còn thiếu người thu phí bảo kê. Tần Xuyên, nếu không anh đi làm tạm vài ngày đi. Đồ chết tiệt, Châu Hùng, đừng quá đáng quá. Xuyên ca trở về, ông không nhường vị trí môn chủ của Long Môn thì thôi, còn để Xuyên ca là người thu phí bảo kê. Ông nghĩ rằng ông thực sự là trùm của Long Môn. Tôi à, hôm nay tôi chỉ nói một câu, hy vọng một số người có thể chủ động từ chức nhường chỗ anh Xuyên trở lại. Người đứng đầu Long Môn phải là anh Xuyên, và chỉ có thể là anh Xuyên. Thôi đi các anh em, các anh nhìn xem, Tần Xuyên bây giờ giống như một con rùa rụt đầu. Nếu anh ta làm chủ Long Môn thì chúng ta chẳng phải sẽ bị các thế lực khác đè đầu cưỡi cổ mà chịu nhục sao? Dù không làm chủ cũng không thể làm một tay chân thu phí bảo kê, ít nhất cũng phải là vị trí đường chủ. Tất cả im miệng lại, khi nào Long Môn đến lượt các anh quyết định. Tôi mới là Long Môn môn chủ, nể mặt ông mới gọi ông là môn chủ, không nể mặt chẳng là gì cả. Trong lòng tôi, anh Xuyên mãi mãi là môn chủ của Long Môn. Hay là như thế này, vì mọi người đều không phục, chúng ta sẽ quyết định theo quy tắc của Long Môn. Theo quy tắc môn phái, anh Xuyên và Châu Hùng đấu tay đôi, ai thắng sẽ là môn chủ của Long Môn. Triệu Trung Hoa, anh, tôi đồng ý, đúng không? Người thắng có huyết tính sẽ không để anh em chúng ta bị bắt nạt ngoài kia. Thái Thúc, ông hãy làm người làm chứng. Vậy thì dùng cách đấu tay đôi quyết định vị trí môn chủ Long Môn. Đợi đã, các anh nói chuyện hăng hái quá, khi nào tôi nói muốn tranh giành vị trí môn chủ? Hôm nay tôi đến đây chỉ để thông báo một điều, rút lui khỏi giang hồ. Để tôi nói, nếu anh không dám đối đầu trực tiếp với Châu Hùng thì cứ nói thẳng, đừng tìm lý do để thoái thác. Anh nói gì? Anh dám hát nước vào tôi, anh định làm gì? Hứa Viễn, đừng quên những chiêu anh biết là do anh Xuyên dạy, anh ta không dám. Anh ta chỉ lười động tay thôi. Chỉ biết quăng đồ, làm gì vậy? Được rồi, ngồi xuống, xem tôi ra ngoài xử lý anh thế nào. Anh Xuyên, tôi biết anh không muốn đánh nhau với ông ta, tôi sẽ đấu với ông ta thay anh. Nếu tôi thắng, anh sẽ tiếp tục làm chủ Long Môn, anh có đủ tư cách không? Tần Xuyên, nếu anh còn là đàn ông, cứ đến đây, đường đường chính chính đấu tay đôi với tôi, chỉ với một câu, rời khỏi giang hồ. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Ông tin hay không tin thì mặc kệ, dù sao những gì tôi cần nói, tôi đã nói xong, tạm biệt. Muốn đi? Không dễ như vậy đâu. Châu Hùng, ông có ý gì? Thái Thúc vẫn đang ngồi ở đây, ông muốn Long Môn nội đấu à? Nội đấu, hắn Tần Xuyên đã không còn là người của Long Môn nữa, giết chết hắn có tính là nội đấu không? Anh Xuyên, anh đồng ý đấu tay đôi với Châu Môn chủ đi. Nếu anh không đồng ý, Châu Môn chủ hôm nay nói đúng đấy, muốn rút lui khỏi giang hồ, ngươi nghĩ mọi người sẽ tin ngươi sao? Ngươi vào tù 5 năm, bọn họ vẫn đối với ngươi lòng trung thành không đổi. Anh em Long Môn rất nhiều đều luôn đợi ngươi ra ngoài. Nếu ngươi còn sống, chỗ này của ta không ngồi yên được. Hoặc là hôm nay ngươi với ta đấu tay đôi, hoặc là hôm nay ngươi không thể ra ngoài mà còn sống. Ngươi dám động đến anh Xuyên, một cọng lông ta sẽ chặt ngươi ra. A Trạch, ngươi khôn ngoan chút đi, được không? Nhìn xem xung quanh là người của ai,
ngươi còn muốn chặt chém môn chủ Long Môn, sợ là ngươi chưa đi được nửa đường đã bị người ta chém chết rồi. Các ngươi định làm gì? Trong mắt có còn quy tắc không? Trước mặt nhiều anh em Long Môn như vậy mà muốn nội chiến, các ngươi nghĩ anh em Long Môn khác sẽ nghĩ sao? Thái thúc, tôi muốn nội chiến à? Tôi đã đường đường chính chính gửi chiến thư rồi, nhưng có người lại sợ hãi, không dám nhận lời, vì thế mới khiến anh em cãi nhau, phải không? Nếu thật sự nội chiến xảy ra thì tôi cũng không có trách nhiệm gì. Ông tổ chức Hồng Môn Yến ép Xuyên Ca đến, cái gì mà chiến thư, thách đấu đều là cái cớ ông muốn giết anh ấy. Không sai, tôi tổ chức Hồng Môn Yến, nhưng anh ta có thể làm một con rùa rụt đầu không đến dự tiệc, nhưng anh ta đã đến, điều đó chứng tỏ anh ta muốn tranh giành với tôi vị trí chủ Long Môn. Châu Hùng, nhanh vậy sao, đuôi cáo đã lòi ra rồi à? Ông mời anh Xuyên đến ăn cơm không phải muốn nhân cơ hội trừ khử anh Xuyên sao? Ông nghĩ rằng chuyện này tôi không có chuẩn bị gì sao? Làm cái gì vậy, dừng tay. Tôi đã vừa nói rất rõ, tôi không hứng thú tranh giành với ông. Lần này tôi đến là để trước mặt anh em Long Môn tuyên bố rời khỏi giang hồ, là ông không dung thứ tôi chứ gì? Đúng vậy, tôi đúng là không dung thứ anh. Nếu có gan thì đấu tay đôi với tôi, nếu anh thắng tôi sẽ rời khỏi Long Môn và từ nay sẽ không bao giờ bước chân vào Long Môn nữa. Anh ép tôi như vậy tôi thật khó xử. Khó xử à? Thế thì đừng làm nữa. Đừng có được mặt mà không biết xấu hổ. Xuyên Ca đã nể mặt ông mà đến ăn cơm, ông thật sự nghĩ Xuyên Ca sợ ông à? Châu Hùng, ông sẽ không thật sự cho rằng trong 5 năm qua ông đã loại bỏ những người bất đồng và những việc làm bẩn thỉu của ông, tôi không biết sao? Tôi hỏi hai người, có phải có vấn đề gì không? Nhất định phải theo một lão đại hèn nhát mà chết. Muốn đánh thì đánh đi, đánh đi, đánh, đánh, không liên quan đến tôi. Hứa Viễn, Tần Xuyên là đại ca của anh, ngày trước phải không? Anh đứng nhìn anh ta bị chém chết, có ai làm em như anh không? Ôi trời, đại tẩu, không thể nói như thế được. Ngày trước tôi đi theo anh Xuyên, phải không? Tôi chưa bao giờ phủ nhận, nhưng hôm nay anh ta tự mình nói không muốn theo đuổi nữa, muốn rời khỏi giang hồ. Vậy thì tôi, Hứa Viễn, còn bám lấy anh ta làm gì nữa? Anh cũng là một tên súc sinh. Khi anh Xuyên gặp nguy hiểm, anh liền muốn chạy. 5 năm trước, khi anh Xuyên bị bắt, anh đã trốn ra nước ngoài lánh nạn. Tôi nghĩ, chính anh đã phản bội anh Xuyên. Anh chính là kẻ phản bội của Long Môn. Trần Trạch, ăn uống có thể tùy tiện, nhưng không được nói bậy. Tôi, Hứa Viễn, đã làm đủ mọi việc, nhưng chưa bao giờ phản bội anh em. Vậy thì 5 năm trước, tại sao chỉ có mỗi anh trở về? Tôi chạy nhanh, có gì sai không? Tôi cần giải thích với anh sao? Giải thích không rõ ràng đúng không? Anh có giải thích thế nào cũng là kẻ phản bội Long Môn. Tôi sẽ thay Xuyên Ca thanh lý môn hộ, đồ cơ bắp chết tiệt. Anh nghĩ tôi sợ anh à? Đủ rồi, kẻ thù đang ở trước mắt, các người còn có tâm trạng nội chiến? Các người có đặt Xuyên Ca vào mắt không? Nhìn mấy đứa em anh dẫn theo, những kẻ này tranh giành quyền lực, mưu mô thủ đoạn, phản bội đại ca, mặt mũi Long Môn đều bị các người làm mất hết rồi. Nếu để cho anh ngồi lại vị trí môn chủ Long Môn thì Long Môn này sẽ ra sao? Sớm muộn gì cũng tiêu đời. Tôi sẽ cho anh cơ hội cuối cùng, hoặc là đấu tay đôi với tôi, nếu không thì anh sẽ chết ở đây. Chỉ dựa vào ông cũng không đủ tư cách để tôi ra tay. Tôi sẽ không đấu tay đôi với ông và càng không chết ở đây. Anh vào tù để đầu óc bị lú lẫn rồi à? Nói những lời điên rồ gì vậy? Nhìn xung quanh đi, đều là anh em của tôi, mỗi người một dao cũng có thể biến anh thành thịt nát. Châu Hùng, ông nghĩ rằng bày mưu hãm hại chúng tôi là chúng tôi không có chuẩn bị à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ lúc ông bày mưu hãm hại, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông nghĩ rằng khi trở thành chủ Long Môn là có thể một tay che trời, độc chiếm Long Môn à? Châu Hùng, muốn lấy mạng anh Xuyên, ông phải hỏi chúng tôi có đồng ý không? Tiểu tử, tôi biết mà, cậu không có lòng thành đến dự tiệc. Mấy tên đệ tử này cũng là do cậu sắp đặt phải không? Đối phó ông, không cần mang theo ai. Đừng có ở đây mà lừa người. Nếu cậu muốn đấu, tôi sẵn lòng. Các cậu làm đủ chưa? Đều là anh em Long Môn mà nội đấu, không sợ chuyện ra ngoài để bạn bè giang hồ cười nhạo sao? Thái thúc, chỉ cần anh Xuyên đồng ý đấu tay đôi với Châu Hùng
anh em sẽ không gây chuyện. Hoa tử, tôi nói này, bình thường họp hành, cậu không dám nói gì, hôm nay sao lại, muốn cho Hùng, nấu tay đôi với anh Xuyên. Vì tôi cũng, vì lợi ích của Long Môn thôi mà, vị trí môn chủ Long Môn, vẫn chưa quyết định được, anh em sẽ luôn náo loạn. Anh Xuyên, ngài hãy vì anh em, mà đồng ý nấu tay đôi đi. Anh Xuyên, Triệu Trung Hoa, nói cũng có lý, nếu cứ tiếp tục thế này, Long Môn, thật sự sẽ chia rẽ. Anh Xuyên, hãy cho cái tên, không biết, trời cao đất dày kia, thấy rõ, lợi hại của anh, đánh với tôi, hắn còn chưa đủ tư cách. Con rùa rút đầu, nếu ngươi không dám đánh, thì nói thẳng ra, Hứa Viễn. Muốn làm gì đây? Tần Xuyên, nói một câu rõ ràng đi, ngươi có chấp nhận chiến đấu không? Hôm nay ta đến đây, chỉ để thoát khỏi, ân oán giang hồ, nếu tôi đồng ý đấu với ông, thì còn gì là, rửa tay gác kiếm, nói thì hay hơn hát, nếu thật lòng muốn rút lui, sao lại mang nhiều người thế, đã nói là họ không phải do tôi mang, anh nghĩ, tôi tin vào lời nói dối của anh à, muốn rút lui. Thì để làm mạng, muốn mạng của Xuyên ca, thì ông thử đi, hay là cậu thử trước đi. Được rồi. Tần Xuyên, nơi nào có người, nơi đó có ân oán, nơi nào có ân oán, nơi đó là giang hồ, người là giang hồ, anh làm sao rút lui được, dù không thể rút lui, tôi cũng không thể lún sâu thêm, nói lắm như vậy, chẳng phải là nhận thua sao, không dám đấu với tôi à, ông mới là kẻ thua cuộc, Xuyên ca trong xã hội, khi làm mưa làm gió, ông ở đâu, hôm nay, tôi sẽ thay mặt anh Xuyên, dạy dỗ ông. Anh Trạch, chỉ với anh, không đủ tư cách đối đầu với tôi, anh. A Trạch. Tôi không muốn đánh với ông, cũng không muốn tranh giành, vị trí chủ Long Môn, chỉ muốn rời khỏi giang hồ. Đừng đánh nữa. Tần Xuyên, nếu anh thực sự muốn rời khỏi giang hồ, thì phải theo quy tắc của giang hồ. Quy tắc gì? Rửa tay gác kiếm, anh phải trước mặt tất cả anh em Long Môn tổ chức một lễ rửa tay gác kiếm, sau đó thắp hương trước quan công vái lại tạ tội, chỉ có vậy anh mới thực sự rời khỏi giang hồ. Nhưng có một điều tôi phải nói trước với anh, khi anh hoàn thành lễ rửa tay gác kiếm, anh sẽ không còn là người trong giang hồ nữa, tất cả các tài nguyên trong giang hồ anh không được chạm vào, một khi anh động vào anh sẽ bị bầm thây vạn đoạn, chết không chỗ chôn. Tần Xuyên, tôi hỏi lại anh lần nữa, lễ rửa tay gác kiếm, anh có muốn tổ chức không? Dĩ nhiên là có, tôi không đồng ý, cái gì mà chó má, lễ rửa tay gác kiếm, chẳng qua là, cái cớ để anh ta không muốn đấu tay đôi với tôi. Mà thôi, Châu Hùng, đủ rồi. Vì Tần Xuyên, đã đồng ý tổ chức, lễ rửa tay gác kiếm, anh ta sẽ tuyệt đối không, bước vào giang hồ nữa, và sẽ không ảnh hưởng đến, địa vị của Long Môn, hoặc là nói, bây giờ anh có chắc chắn, trước mặt bao nhiêu anh em như vậy. Giết Tần Xuyên, muốn lấy mạng anh Xuyên, không dễ như vậy, tôi đã chịu đựng ông rất lâu rồi, ông có gan, vứt súng đi, rồi đấu tay đôi. A Trạch, trước khi hội nghị, rửa tay gác kiếm, anh Xuyên luôn là người được Long Môn bảo vệ, nếu ông dám động đến anh ấy, là chống lại cả Long Môn. Châu Hùng, ông tự quyết định đi. Vậy tôi tạm thời, tha cho anh một mạng, đợi đến sau hội nghị rửa tay gác kiếm, rồi sẽ quyết định, được, vậy thì trưa mai, gặp nhau tại hội trường Long Môn. Đi. Đại hội rửa tay gác kiếm gì chứ? Thật sự nghĩ rằng lão tử sẽ tin sao? Ngoan ngoãn, rút lui khỏi giang hồ, không chừng đang âm thầm tích lũy lực lượng, chuẩn bị thay thế tôi ở vị trí môn chủ Long Môn. Biết trước thế này, 5 năm trước, thương vụ đó tôi nên. Anh Hùng, anh Hùng, anh, bây giờ hối hận cũng vô ích, 5 năm trước Tần Xuyên không chết, bây giờ muốn giết hắn càng khó. Dưới tay hắn hiện tại, Trần Trạch, Thẩm Phi Vũ, đều là chúng ta, song hổ nổi tiếng của Long Môn, giết người không chớp mắt, còn có Hứa Viễn, hắn không theo Tần Xuyên, nhưng cũng không theo chúng ta, trong Long Môn còn không ít người, muốn theo Tần Xuyên, đến lúc đó nếu thật sự đánh nhau, chúng ta chưa chắc thắng, còn cần cậu phải nói cho tôi sao, nếu không phải vì đánh không lại, vừa rồi tôi đã, chặt hắn thành 18 đoạn rồi, hãy nghĩ xem, có cách nào, không dùng dao, giết chết Tần Xuyên, anh Hùng, Tần Xuyên chẳng phải nói. Hắn muốn tham gia lễ rửa tay gác kiếm sao? Chúng ta trước hết đuổi Hứa Viễn và Thẩm Phi Vũ đi, cho họ đi chỗ khác, trước tiên đưa họ đến phòng họp, sau đó giữa chừng đẩy Tần Xuyên xuống. Không cần giết hắn, chỉ cần không để hắn đến được phòng họp là được, chỉ cần Tần Xuyên không đến được phòng họp, đó là lừa dối Long Môn,
và lừa dối quan lão gia. Đến lúc đó ngài muốn chém hắn, ai dám ngăn? Tốt, cứ làm như vậy đi. Anh muốn làm gì? Đụng vào xe của chúng tôi. Đền tiền đi. Cái gì tôi đụng? Được, bao nhiêu tiền? 10 vạn, tôi thấy xe của anh không đáng giá 10 vạn. Đây là 500. Cầm tiền đi nhanh lên. Anh quan tâm xe của chúng tôi bao nhiêu làm gì? Đâm phải thì phải bồi thường 10 vạn. Được, đây là 1.000 đồng. Đưa hết cho các anh, tôi đang vội, làm ơn nhường đường. 1.000 đồng, anh định bố thí ăn xin đấy à? 10 vạn đồng, không thiếu một xu, nếu không có tiền. Chúng ta báo cảnh sát xử lý. Được, báo cảnh sát đi. Đợi đã, tôi thấy các anh hôm nay cố tình gây sự đúng không? Anh muốn gì? Không bồi thường thì hôm nay đừng hòng đi. Hôm nay tôi nói cho các anh biết, dù tôi có 10 vạn cũng không đưa cho các anh. Biết điều thì đi nhanh đi, tôi không muốn gây chuyện. Còn cứng miệng à? À được được, đến đây nào. Gọi báo cảnh sát, báo cảnh sát. Nhốt hắn vài ngày, xem hắn còn cứng miệng không. Các người thử động vào anh ấy xem. Đồ không biết sống chết. Các người biết mình đang ngăn ai không? Hắn là ai thì liên quan gì đến tôi? Không đưa ra được 10 vạn tệ, dù là thiên vương lão tử đến đây, tôi cũng chặn. Tiền một xu tôi cũng không đưa. Biến đi ngay. Nếu không thì sao? Muốn động thủ à? Này anh em, có người muốn đánh nhau. Tôi cảnh cáo các người, tôi là người của Long Môn, anh Xuyên là chủ Long Môn, tôi không quan tâm các người là ai, hôm nay dám động vào chúng tôi, các người sẽ chết hết. Chủ Long Môn gì chứ, định hù ai à? Ai cũng biết chủ Long Môn là Hùng Ca, hắn là cái quái gì, cũng dám tự xưng là chủ Long Môn, hóa ra các người đều là người của Châu Hùng không đấu nổi Xuyên Ca, nên cử các người ra cản đường, không cho Xuyên Ca tham gia lễ rửa tay gác kiếm. Đúng là kẻ tiểu nhân. Là tên phế vật này, không dám đấu với Hùng Ca của chúng tôi, nếu không, đã sớm bị Hùng Ca chém thành 8 mảnh rồi. Dám chửi Hùng Ca của chúng tôi, anh tìm cái chết. Đánh cả phụ nữ. Mà cũng gọi là dân giang hồ à, buông tay ngay, Tân Xuyên, nhìn xung quanh xem, đánh giỏi thế nào, có thắng nổi nhiều anh em như vậy không, nếu biết điều, thì mau buông tay ra, ở cái cảng thành này. Người dám cản đường tôi chưa có đâu. Đã biết sự lợi hại của Xuyên Ca, thì mau cút đi, tránh ra, nghĩ thật đẹp đấy. Đừng tưởng chỉ một câu nói, mà dọa được chúng tôi. Anh đã không còn là môn chủ Long Môn nữa. Ai mà sợ anh chứ? Đợi đến trưa hôm nay, anh em Long Môn biết, anh không tham dự đại hội rửa tay gác kiếm. Thì đó là lừa dối giang hồ, lừa dối quan lão gia. Đến lúc đó xem anh chết thế nào. Chỉ dựa vào các người mà cản được tôi. Tần Xuyên, anh đừng nghĩ rằng có thể mạnh mẽ xông ra ngoài. Chúng tôi có bao nhiêu anh em, dù không cản nổi anh. Cũng không cản nổi cô gái phía sau anh sao? Cô gái này trông đẹp đấy, nếu đem tặng cho anh Hùng chắc chắn sẽ vui mừng. Và có thể chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi. Alo, anh Xuyên, đại hội rửa tay gác kiếm, sắp bắt đầu rồi, anh mau đến đi, đám đàn em của Châu Hùng. Đã chặn tôi lại, Châu Hùng thật lớn gan, dám chặn cả xe của anh. Tôi sẽ đến ngay. Chú Thái, anh Xuyên có chút việc, tôi sẽ dẫn anh em qua đó một chuyến. À, chờ đã, chẳng lẽ anh Xuyên thất hứa, không dám đến dự hội sao? Không có thời gian cãi với anh, đợi đã. Thái Thúc, hội rửa tay gác kiếm sắp bắt đầu rồi, Thẩm Phi Vũ là một trong những đường chủ của Long Môn. Không thể tự ý rời khỏi hiện trường, đúng không? Đúng. Anh cũng nghe rồi đấy. Ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Tần Xuyên thật là, đến giờ này còn không đến. Không có quy củ, đúng là loại đại ca nào, thì dạy ra loại đàn em đó. Châu Môn Chủ đừng có giả bộ nữa,
anh Xuyên bị người của ông cản lại. Tôi khuyên ông, lập tức gọi người rút lui. Nếu không tôi sẽ, nếu không thì sao, cậu muốn trước mặt anh em Long Môn, giết chết tôi sao? Châu Hùng, ông không đúng rồi. Anh Xuyên người ta, đã đồng ý thật ra. Hội rửa tay gác kiếm rồi mà. Ông còn phái người chặn xe của anh ấy. Có phải là trái với đạo nghĩa giang hồ, phải không? Hứa Viễn, ta khuyên người ít lo chuyện bao đồng. Tần Xuyên chết thì bọn họ cũng phải chết. Nếu ngươi biết nghe lời, ta sẽ trọng dụng ngươi. Thế thì ta phải cảm ơn ngươi nhiều lắm. Hứa Viễn, anh Xuyên chính là người đã nâng đỡ ngươi lên làm đường chủ. Đúng vậy, ngươi làm vậy không hợp lý chút nào. Ta muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến ngươi? Được. Vậy bây giờ, ta sẽ thay anh Xuyên thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi bớt nhọc lòng đi, có thời gian này, ngươi gọi anh Xuyên đến đây trước đi. Nếu anh Xuyên đến, ngươi còn sống nổi không? Anh em, anh Xuyên không đến mà muốn giết ta, e rằng ngươi trên đường đi, đã bị người ta chém thành 18 đoạn rồi, phải không? Thẩm Phi Vũ, tôi khuyên anh, nên quỳ xuống, và dập đầu 3 cái, có khi tôi sẽ tha cho anh một mạng. Châu Đại Môn Chủ, ngài không xứng để tôi quỳ đâu. Hay đợi Xuyên ca của tôi tới, tôi sẽ dập đầu cho ngài. Thẩm Phi Vũ, ban ngày ban mặt mà nói mơ à? Tần Xuyên đang bị mấy chục anh em của tôi bao vây, cho dù có mọc cánh cũng không thể tới được. Anh nên nghĩ kỹ về việc quỳ xuống cầu xin tôi đi. Xuyên ca, lâu vậy rồi, Thẩm Phi Vũ sao chưa đến, còn tự nhận là chủ Long Môn, đến cả đàn em cũng không gọi được, là môn chủ mà thật đáng hổ thẹn. Này, sắp tới giữa trưa rồi, Tần Xuyên đã nghĩ ra cách chết chưa? Chắc chắn là Châu Hùng đã chặn Thẩm Phi Vũ rồi. Xuyên ca, anh đi trước đi, đừng lo cho tôi, anh đến đại hội rửa tay gác kiếm trước. Rửa tay gác kiếm cái gì nữa, rửa cổ đợi chết đi. Không ngờ, cựu môn chủ Long Môn lại chết dưới tay tôi. Giết hắn đi, Hùng ca có khi lại cho tôi vị trí đường chủ. Còn nói gì với hắn nữa, mau giết hắn đi, khi hắn chết rồi, cô nàng bên cạnh chẳng phải là của chúng ta sao? Anh Xuyên, anh mau chạy đi, tôi sẽ chặn họ, chỉ cần anh sống, tôi chết cũng nhắm mắt, anh mau đi đi. Hôm nay không ai được đi đâu cả. Anh Xuyên, anh Xuyên. Anh Xuyên, tôi đến muộn rồi, anh và chị Đường không sao chứ? Không sao, bọn họ không làm gì được tôi. A Trạch, mau đuổi bọn họ đi, anh Xuyên sẽ không kịp đến lễ rửa tay gác kiếm đâu. Trần Trạch, tôi là người của Hùng ca, Hùng ca biết được sẽ không tha cho anh. Châu Hùng hắn là cái thá gì? Hắn không đấu nổi Xuyên ca, nên phái các người đến để cản đường. Hôm nay tôi không giết các người, không cho Châu Hùng biết mặt. Hắn thật sự nghĩ rằng hắn ở Long Môn có thể một tay che trời sao? Trần Trạch, đã gần đến trưa rồi, Tần Xuyên hôm nay phải chết. Anh cần gì phải theo một kẻ sắp chết, thả chúng tôi ra, tôi sẽ về xin tha cho các anh. Chúng ta nên để cho nhau một con đường sống. Nếu anh còn cố chấp, chỉ có một kết cục. Làm anh đồng mồ với Tần Xuyên, vậy để tôi xem, các người có bản lĩnh đó không? Thái Thúc, thời gian sắp hết rồi, ông có thể thông báo, lễ rửa tay gác kiếm đã kết thúc. Tôi xin thông báo, khoan đã, Thái Thúc, vẫn chưa đến giờ mà. Tôi tin rằng Xuyên ca sẽ đến. Anh ta dựa vào đâu mà đến? Tôi có hàng chục anh em bao vây anh ta. Anh ta dù có cánh cũng không thoát nổi, càng không thể bay qua đây, Châu Đại Môn Chủ. Dựa vào cái lũ vô tích sự đó, mà muốn cản được anh Xuyên. Đúng là nằm mơ. Rốt cuộc ai đang mơ? Cậu sẽ không ảo tưởng rằng Tần Xuyên vô dụng kia có thể đến kịp chứ? Nếu hắn ta có thể đến kịp, chỉ có một khả năng, đó là sau khi qua buổi trưa, bị đám đàn em của tôi đánh gãy tứ chi, kéo đến đây để chết. Phi Vũ, tôi biết cậu có tình có nghĩa với anh Xuyên, nhưng sự thật đã rõ ràng, anh Xuyên không thể đến được. Chú Thái, tôi xin chú,
Tôi tin anh Xuyên chắc chắn sẽ đến, dù chỉ còn 1 phút 1 giây. Trước khi đến chưa, tôi tin anh ấy chắc chắn sẽ đến. Ôi trời, có người thật sự, không thể cứu vãn. Nếu cậu cứ quyết tâm tìm chết, thì tôi phải tránh xa cậu Úc, để không bị xui xẻo. Cậu là người thông minh. Tôi thích người thông minh, bởi vì người thông minh đã đứng đúng hàng ngũ rồi. Sau này anh vẫn là đường chủ của Long Môn. Cảm ơn môn chủ Châu. Anh có phải là người thông minh không? Phải, tôi chắc chắn là người thông minh mà. Tốt. Sau này anh tiếp tục làm đường chủ của Long Môn. Tiểu tử, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Rốt cuộc có theo tôi không? Ông không xứng, không biết nhiều. Ai giết được Thẩm Phi Vũ, người đó sẽ thay vị trí của hắn, làm đường chủ của Long Môn. Đường chủ, đường chủ. Nhiều năm không ra tay rồi. Có lẽ mọi người đã quên, tôi đánh nhau cũng rất giỏi. Sao không dám lên? Các anh có biết, đường chủ Thẩm Phi Vũ, mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền không? Hắn quản lý 2 quán bar, 1 câu lạc bộ, 8 con phố với 64 cửa hàng. Mỗi năm ít nhất kiếm được 100 triệu. Hơn 100 triệu đấy. Các ngươi dù lăn lộn cả đời, chắc cũng không kiếm được nhiều tiền như thế. Chỉ cần các ngươi giết hắn, tất cả tài sản và địa vị của hắn đều sẽ là của các ngươi. Nếu muốn đổi đời, đây là cơ hội duy nhất trong đời dành cho các ngươi. Châu Hùng, nếu ta có chuyện gì, anh Xuyên sẽ không tha cho ngươi đâu. Hừ, sắp chết đến nơi rồi mà còn nhớ đến anh Xuyên của ngươi. Ngươi thật đúng là một con chó trung thành. Yên tâm đi, đợi ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ để anh Xuyên của ngươi xuống dưới để đoàn tụ với ngươi. Hỗn xược, đại hội rửa tay gác kiếm chưa kết thúc. Ta xem ai dám ra tay. Lùi lại hết cho ta. Chú Thái, cháu biết chú trọng quy củ, nhưng chú nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi, Tần Xuyên không thể đến được. Chú hãy tuyên bố kết thúc đi. Kết thúc, chú Thái, kết thúc đi. Các người im ngay cho tôi. Thái thúc, ông còn chờ gì nữa? Nếu vậy, tôi tuyên bố hội rửa tay gác kiếm chính thức. Khoan đã. Tần Xuyên đây rồi. Anh Xuyên đến rồi, đến thật đúng lúc. Nếu anh đến muộn chút nữa, thì đàn em của anh, Thẩm Phi Vũ đã mất mạng rồi. Anh Xuyên đến rồi. Tôi đã cử mấy chục anh em đến, sao anh có thể đến được? Anh không che giấu nhỉ? Chỉ với những tên tép riêu mà anh cử đến, tôi đánh chúng còn bẩn cả tay tôi. Đưa họ qua đây. Anh Hùng à, các người chặn một người cũng không xong. Anh Hùng, không phải lỗi của tôi, tất cả là tại Tần Xuyên. Anh ta dẫn theo hơn 100 người bao vây chúng tôi. Anh Hùng, chính anh nói với chúng tôi Tần Xuyên không còn nữa. Anh ta không có người nào dưới trướng, chúng tôi mới đi chặn. Anh đang trách tôi à? Làm đàn em mà dám trách đàn anh kém cỏi, thì chứng tỏ người đàn anh đó thực sự không ra gì. Đúng thế, còn tìm được loại đàn em hèn nhát như này, thì đàn anh cũng chẳng tốt lành gì. Châu Hùng à, vậy xem ra vị trí đường chủ của tôi không cần anh cho nữa. Tần Xuyên, anh có đến cũng có ích gì đâu. Lễ rửa tay gác kiếm đã bị lỡ rồi, anh đã vi phạm quy tắc, anh đã lừa dối giang hồ, lừa dối anh em Long Môn. Anh em, chém chết kẻ phản bội này đi, tôi xem ai dám động vào anh Xuyên. Châu Hùng, chính anh đã phái người chặn xe anh Xuyên, nên anh Xuyên mới không kịp dự lễ rửa tay gác kiếm. Bất kể lý do gì, anh ta không kịp đến đã là vi phạm quy tắc, vi phạm quy tắc thì phải bị chém chết. Thái thúc, theo quy tắc, trước khi lễ rửa tay gác kiếm diễn ra, anh Xuyên có phải được bảo vệ không? Đúng, vậy việc Châu Hùng cản đường anh Xuyên có phải là phá vỡ quy tắc không? Ờ, vậy là đúng rồi. Thái thúc, quy tắc là tôi không được gây hại cho Tần Xuyên. Tôi có gây hại cho anh ta không? Người của tôi có động đến một sợi tóc của anh ta không? Thật sự là không có. Thái thúc này, không phải chúng tôi động thủ trước đâu, chính anh ta đâm vào xe của chúng tôi, chúng tôi xuống đòi tiền rồi mới cãi nhau. Đúng vậy, Thái thúc, đâm xe đền tiền là lẽ thường tình, không thể trách chúng tôi phá quy tắc. Các người không biết xấu hổ à? Chỉ biết nói dối thôi. Thái thúc, vừa nãy nếu không phải
A Trạch và anh em đến kịp thời, chúng tôi đã bị họ đánh chết rồi. Nhưng các người bây giờ vẫn chưa chết mà, vẫn còn đứng đây khỏe mạnh đấy thôi. Vì Tần Xuyên chưa chết, nên anh hùng của chúng tôi không bị coi là vi phạm quy tắc giang hồ. Chú Thái, vì tôi không phá vỡ quy tắc, thì việc Tần Xuyên đến trễ, làm gián đoạn hội nghị rửa tay gác kiếm, chẳng phải nên tính sổ à? Tính sổ? Tính sổ cái gì chứ? Chỉ dựa vào mấy lời của các người, là muốn kết tội anh Xuyên, các người nghĩ đơn giản quá rồi. Chú Thái, chú có quên không, Tần Xuyên nói là muốn rút khỏi giang hồ, nhưng thực tế thì sao? Hắn giương cờ tiến tới, hơn 100 anh em. Tại sao họ phải giương cờ? Đúng vậy, chú Thái, hơn 100 đàn em, nói gọi là gọi, hắn thật là oai phong. Khiến cho anh em Long Môn, cũng giống như người của hắn, không có sự cho phép của môn chủ Hùng, hắn tự ý sử dụng tài nguyên của Long Môn, bất chấp quy tắc của Long Môn. Không phải do anh gọi sao? Làm sao họ biết anh bị cản lại, Châu Hùng? Đừng dùng mưu kế, để nghi ngờ anh Xuyên. Anh em tự nguyện theo anh Xuyên, đúng vậy. Dù anh Xuyên không phải là môn chủ Long Môn, tôi vẫn nguyện theo anh Xuyên. Anh nhớ đấy, tôi là anh em, cả đời của anh Xuyên. Chứ không phải các người nói theo là theo được. Các người đã là người của Long Môn, thì phải theo quy tắc của Long Môn. Tôi là môn chủ Long Môn, tôi không cho các người qua, thì các người không thể qua. Dù các người tự nguyện, tôi không nói, thì các người cũng phải ngoan ngoãn ở đây, ngồi xuống, cãi nhau cái gì chứ? Chuyện giang hồ, tôi vốn không muốn can thiệp. Còn vị trí môn chủ Long Môn, tôi cũng không có ý tranh giành với ai. Tần Xuyên, anh vẫn còn diễn với tôi à? Anh không muốn tranh giành vị trí chủ nhân Long Môn của ta, tại sao phải phất cờ? Tại sao phải dẫn theo nhiều người như vậy, xông vào phòng họp của Long Môn ta? Châu Hùng, anh không hiểu tiếng người sao? Tôi vừa mới nói rồi, anh em tự nguyện đi theo anh Xuyên. Châu Hùng, anh muốn tìm cơ hội hại chết anh Xuyên, thì đừng mơ nữa. Được. Ta không giết được hắn, chẳng lẽ ta không giết được đám phản bội các người sao? Chú Thái, Trần Trạch không có lệnh của ta, tự ý dẫn người ra ngoài, có phải là phản loạn không? Cái này, Châu Hùng, đừng làm khó chú Thái, cũng đừng tìm cách hại anh Xuyên nữa. Tất cả mọi việc, tôi tự chịu trách nhiệm. A Trạch. Anh Trạch. Từ hôm nay, ta, Trần Trạch, rời khỏi Long Môn. Tôi cũng rời khỏi, Long Môn có chủ nhân như anh. Sớm muộn cũng bị diệt, chúng tôi cũng sẽ rút lui, các anh em. Chúng tôi cũng sẽ rút lui, các anh em. Các anh em, nếu các người đều rút lui, thì Long Môn sẽ tan rã cũng tốt. Sống trong giang hồ cuối cùng, có mấy ai không chết thảm ngoài đường. Rút lui sớm, thoát khỏi ân oán giang hồ. Còn có thể hưởng tuổi già yên bình. Thái Thúc, ông đã nghe thấy rồi chứ? Tên cầm thú Tần Xuyên này không coi quy tắc của Long Môn ra gì, điều động đàn em của Long Môn, còn hù dọa chúng ta, muốn làm cho Long Môn tan rã. Thái Thúc, tôi không có ý đe dọa ai cả, tôi chỉ muốn rút lui khỏi giang hồ. Rút lui khỏi giang hồ? Rút lui khỏi giang hồ mà phải mang nhiều người như vậy sao? Anh định rút lui à? Anh muốn lập băng đảng riêng đúng không? Thái Thúc, tuyệt đối không để Tần Xuyên sống sót rời khỏi Long Môn, ai dám động đến anh Xuyên, thì thử xem. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, Tần Xuyên, vì tương lai của Long Môn. Tôi không đồng ý để anh rút lui khỏi giang hồ, chú Thái, cháu thực sự không muốn tranh giành vị trí chủ Long Môn với ai cả, cháu chỉ muốn rời khỏi. Nhưng bây giờ cháu rời khỏi, đã trở thành ngòi nổ cho sự chia rẽ của Long Môn. Chú Thái, cháu sợ rằng có người muốn hại Long Môn, diệt cả gia tộc. Ý anh là gì, Châu Hùng, nói rõ ràng đi, đừng như đàn bà thế. Có một chuyện, tôi càng nghĩ càng thấy sợ, một số người, 5 năm trước ra ngoài làm ăn, sau khi thất bại, để Long Môn mất mấy tỷ, vừa mới ra tù, đã muốn dẫn đi một nửa anh em Long Môn, chia rẽ Long Môn.
Bước tiếp theo, có phải là đưa tất cả anh em vào tù không, để mình tham quan phát tài? Châu Hùng, ý anh là sao? Anh muốn nói rằng, anh Xuyên là nội gián của cảnh sát, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, cái tên Tần Xuyên này, trong tù, ngày nào cũng được ăn ngon uống ngọt, có cả chục tên tù nhân, từng bốc hắn, oai phong lẫm liệt, thành chủ của cảng, cũng đích thân tiếp đón hắn. Đó là vì anh Xuyên của chúng ta giỏi giang, tại sao các người không được, thành chủ đích thân tiếp đón, thật ra cũng chẳng giỏi gì mấy, tôi chỉ giúp thành chủ, tìm ra một khu lừa đảo, hơn trăm người thôi, nghe thấy chưa? Giúp thành chủ tìm ra thế lực giang hồ, nếu không phải nội gián thì là gì? Tần Xuyên cũng có thể giúp thành chủ bắt người, chiếm lấy địa bàn của Long Môn chúng ta. Các anh em, còn chờ gì nữa? Tần Xuyên không chết, thì chúng ta sẽ chết. Chém chết hắn, giết Tần Xuyên, giết Tần Xuyên. Đừng lấy những lý do đó để đổ tội cho anh Xuyên. Bắt những người đó là ai? Lừa thanh niên. Để lừa đảo, lôi kéo. Rồi, bán họ vào chợ đen, lấy nội tạng. Đây, là cái mà bạn gọi là thế lực giang hồ. Sống trong giang hồ, điều quan trọng nhất là nghĩa khí. Kẻ không có đạo nghĩa giang hồ, coi người là công cụ, dùng xong vứt bỏ, đó gọi là thế lực giang hồ sao? Tôi nghĩ, anh Xuyên không chỉ vô tội, mà còn có công. Gây hại thế lực giang hồ, mà lại được cho là có công, để bảo vệ Tần Xuyên. Các người đúng là, chuyện gì cũng dám bịa. Anh Hùng, loại người bán đứng thế lực giang hồ, để tìm đường thăng tiến, anh nói có nên giết không? Giết, phải giết, đừng có vu khống, anh Xuyên không thể nào phản bội anh em, điều đó không chắc đâu. 5 năm trước vụ làm ăn đó, là do Tần Xuyên, dẫn anh em đi làm. Nếu không phải có kẻ phản bội, trong anh em Long Môn, sao có thể thất bại? Tần Xuyên, có phải trước đó, anh đã liên hệ với thành chủ, sau đó, bán đứng anh em đúng không? Tôi, Tần Xuyên, không bao giờ làm chuyện phản bội anh em. Tần Xuyên, anh đừng ngụy biện nữa. Chính anh, đã phản bội chúng tôi. Anh là kẻ phản bội. Nói anh Xuyên là kẻ phản bội. Anh chán sống rồi à? Anh, tôi phải chen vào chuyện này. 5 năm trước vụ làm ăn thất bại, anh Xuyên cũng bị bắt và bỏ tù. Nếu anh Xuyên là kẻ phản bội, cảnh sát làm sao bắt được anh ấy? Biết đâu anh ấy lại là kẻ vừa la làng vừa bắt trộm. Anh ấy chính là gián điệp của cảnh sát. Vụ làm ăn năm đó, cũng do anh ấy tự biên tự diễn. Anh là cái thá gì, mà cũng dám nghi ngờ tôi? Đúng, tôi đã quyết định rời khỏi giang hồ, nhưng tôi tuyệt đối không phải là kẻ phản bội Long Môn. Anh có bằng chứng gì để chứng minh mình trong sạch? Bằng chứng? Năm đó chúng ta còn không kịp chạy trốn, làm sao để lại bằng chứng cho anh? Không có bằng chứng, tôi làm sao biết được anh ấy có vô tội không? Vụ làm ăn 5 năm trước, chúng ta bị tấn công từ phía sau. Khi Hứa Viễn báo cho ta biết, ta đã không còn đường lui, nếu không có anh em bảo vệ ta thoát khỏi vòng vây, ta đã không thể trốn khỏi đại sứ quán, giữ lại được một mạng, ngay cả tôi cũng vậy. Anh nói còn hay hơn, kể chuyện nữa, nhưng ai biết đó là thật hay không, đưa ra bằng chứng đi, nếu không, dù anh có nói gì, tôi cũng không tin. Tôi lấy đâu ra bằng chứng cho anh? Muốn tôi quay lại 5 năm trước, đào từng người anh em đã chết, lên cho anh xem à? Châu Hùng, anh Xuyên, nếu việc này, anh không giải thích rõ ràng cho anh em, thì những người anh em này sẽ không yên lòng, thật là một đám ngu ngốc. Anh Xuyên, rõ ràng là bị người khác hãm hại. Thẩm Phi Vũ, ý anh là gì? Năm đó, chỉ còn tôi và anh Xuyên sống sót, anh đang ám chỉ, tôi là kẻ phản bội. Tôi thấy anh, rất giống kẻ phản bội đấy, anh nói gì? Đủ rồi, tôi không có thời gian, nghe các người cãi nhau nội bộ, đưa ra bằng chứng, nếu không, tôi sẽ bắt đầu chém người. Anh thử chém một người xem, đừng cãi nữa. Nghe anh Xuyên nói, anh ta còn có thể nói gì, chỉ dựa vào mồm miệng để ngụy biện thôi. Châu Hùng, tôi khuyên anh, trước khi mọi việc chưa được điều tra rõ ràng, anh nên tôn trọng anh Xuyên hơn. Tôn trọng, dựa vào gì mà tôn trọng anh ta? Chỉ vì năm xưa, ở Myanmar, anh ta đã làm chết hơn 100 anh em Long Môn. Anh ta chính là tội nhân của Long Môn. Khoan đã, Myanmar. Làm sao anh biết? Vụ giao dịch này bị phá ở Myanmar, năm đó chúng tôi ở Myanmar, làm vụ này, chỉ có tôi và anh Xuyên, và hơn 100 anh em đã chết. Biết chuyện này, vừa rồi chúng ta nói chuyện, hình như không nhắc đến 3 chữ này, sao anh biết được, tôi là chủ nhân Long Môn, tất nhiên, phải điều tra rõ ràng chuyện 5 năm trước, không không. Không đúng, chuyện này, Thái Thúc cũng không thể điều tra ra, cái tên nhỏ bé như anh, sao có thể biết được, 5 năm trước,
khi Hứa Viễn chạy về, đã nói với tôi, Long Môn có kẻ phản bội, nhưng sau khi tôi điều tra kỹ lưỡng, vẫn không có kết quả. Tôi cũng không biết, bọn họ ở Myanmar, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện này, trước mặt anh em Long Môn, tôi chưa bao giờ đề cập đến. Khi tôi đi thăm, anh Xuyên trong tù, cũng hỏi anh ấy về chuyện này, nhưng anh ấy không chịu nói. Còn nói đây là bí mật của Long Môn. Lão Châu à, nghe thấy chưa, cả chú Thái và người của anh Xuyên, cũng không điều tra ra được. Vậy tôi muốn hỏi, anh biết chuyện này từ đâu? Chỉ có kẻ phản bội, mới biết chi tiết như vậy. Châu Hùng, anh còn muốn tiếp tục ngụy biện không? Chính anh đã bán đứng anh Xuyên, khiến anh ấy vào tù. Anh có là đàn ông không? Anh vì muốn đoạt vị trí của anh Xuyên trong Long Môn, anh đã hại chết hơn 100 anh em Long Môn. Anh khiến anh Xuyên vào tù. Hôm nay nếu tôi không chém chết anh, tôi sẽ có lỗi với các anh em đã chết. Đừng có mà quá đáng với tôi. 5 năm trước, tôi còn chưa phải là người của Long Môn. Làm sao tôi biết các người đi đến Myanmar bán thẻ? Bán thẻ? Châu Hùng, sao anh biết chi tiết như vậy? Còn rõ hơn cả tôi, là người trong cuộc. Nói, anh biết từ đâu, cần gì phải hỏi. Năm đó chắc chắn là anh đã phản bội Long Môn. Châu Hùng, thật sự là anh tiết lộ thông tin sao? Đã không giấu được nữa, tôi cũng không hứng thú diễn với các người nữa. Tôi thật hối hận, lúc đó không tự tay giết chết anh, để anh sống đến ngày hôm nay, làm hỏng đại sự của tôi. Anh Hùng, ra lệnh đi, giết chết bọn chúng. Anh Xuyên, ra lệnh đi, phải cho anh em đã khuất một lời giải thích. Anh Xuyên, ra lệnh đi, anh em đã đến đông đủ. Đúng vậy, anh Xuyên, ra lệnh đi anh Xuyên. Châu Hùng, anh vì tư lợi mà mất hết lý trí, vi phạm môn quy, hại anh em, phá hoại lợi ích của Long Môn, trà đạp quy tắc giang hồ. Người như anh, lòng lang dạ thú, vô ơn bội nghĩa, mất hết nhân tính, không trung, không nghĩa. Anh, đáng chết. Hôm nay, ta, Tần Xuyên, ra lệnh, chu diệt Châu Hùng, kính nghi danh Long Môn, tiêu diệt. Muốn lấy mạng anh hùng của chúng tôi, không dễ đâu. Anh em, chém chết Tần Xuyên, với những kẻ tay sai như chúng, Long Môn sẽ thuộc về anh hùng của chúng ta. Lại đây, tôi sẽ giết anh. Nói nhiều quá. Tôi sẽ giết anh. Anh không đánh lại tôi đâu. Đầu hàng đi. Anh thua rồi. Chưa thua. Chân của anh đã bị tôi phế, mà còn nói chưa thua. Tôi chưa thua, anh Xuyên đã thắng rồi. Anh Xuyên, lại đây. Giết loại cặn bã như anh, sẽ làm bẩn tay tôi. Tiếp theo, đến lượt anh. Đợi đã. Ý gì đây, anh Xuyên, sao không để tôi giết hắn? Theo, anh Xuyên, diệt cỏ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Các anh hiểu lầm rồi, tôi không nói là không giết hắn. Nhưng trước khi giết hắn, tôi muốn hỏi rõ một chuyện. Chuyện ở Myanmar 5 năm trước, là ai nói cho anh biết? Không ai nói với tôi cả. Anh còn cứng miệng à, nếu bây giờ anh nói ra, tôi sẽ cho anh chết nhanh gọn. Châu Hùng, tôi chợt nhớ ra, chúng ta còn món nợ chưa tính xong, hôm nay nếu anh không nói, tôi sẽ chặt từng ngón tay của anh, từng ngón một. Để xem, ngón tay của anh cứng, hay con dao của tôi cứng. Chặt đi, nói hay không cũng phải chết. Chết trong tay các người, cũng coi như là kết thúc nhanh gọn. Nói gì, nói hay không cũng phải chết. Xem ra người cho anh thông tin không đơn giản nhỉ. Tần Xuyên, anh còn có chút nhận thức. Đừng trách tôi không nhắc nhở. Người đó, anh không thể động vào hắn. Long Môn cũng không thể động vào hắn. Nếu hắn muốn giết các người,
Các người không sống sót qua đêm này được đâu. Nhưng, trong cái thành phố cảng này, ai dám diện anh Xuyên? Theo tôi thấy, hắn chỉ đang hù dọa, muốn chúng ta tha cho hắn. Nếu các người hiểu rõ thân phận của người đó, sẽ biết tôi có phải đang khoác lác, hay là các người đang ngu ngốc. Châu Hùng, tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng, những anh em đã chết 5 năm trước, vẫn đang chờ tin của tôi. Nếu anh sợ gây rắc rối, tôi có thể đảm bảo với anh, những gì anh nói hôm nay, tôi sẽ không tiết lộ nửa lời ra ngoài, kệ anh, muốn giết thì giết, đừng lắm lời. Anh Xuyên, anh để tôi đánh hắn thêm một trận nữa. Tôi không tin hắn cứng miệng như vậy, không dùng biện pháp mạnh, hắn sẽ không nói đâu. Tôi hỏi lại lần nữa, nói hay không nói, để tôi xem, nếu anh là dân giang hồ, thì cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Rõ ràng à? Tôi không cần gì cả, anh đã để anh Xuyên chịu 5 năm tù, anh đã để tôi bị khai trừ khỏi Long Môn, anh đã để bao nhiêu anh em Long Môn chết ở Miếu Hoa Địa. Muốn rõ ràng, hỏi những anh em ở Miếu Hoa Địa, xem có rõ ràng không, muốn tìm cái chết, không dễ như vậy đâu. Lại đây. Đợi đã. Châu Hùng à, nếu tôi nhớ không nhầm, vợ và con của anh vẫn ở cảng thành đúng không? Hứa Viễn, anh định làm gì? Đừng căng thẳng quá, đi thôi, đưa vợ con hắn đến đây cho tôi. Không sao, hôm nay tôi chỉ muốn xem, vợ và con anh bị người ta dùng dao kề vào cổ, anh còn có thể ngang ngược như thế không? Hứa Viễn, lăn lộn giang hồ không gây họa đến vợ con, có giỏi thì nhằm vào tôi đây. Vợ con à? Khi anh làm chó cho người khác, phản bội chúng tôi, anh em giang hồ, sao anh không nghĩ đến vợ con? Bây giờ tôi sẽ đưa vợ con anh đến đây. Đứng lại, các người định làm gì? Anh Xuyên, tôi làm vậy là vì Long Môn mà nghĩ ra biện pháp. Biện pháp, đây là biện pháp gì? Anh đang làm mất mặt tôi, Tần Xuyên. Anh đang làm mất mặt Long Môn. Anh Xuyên, tôi nghĩ rằng, dù có phá vỡ quy tắc, một số người phải được đối xử đặc biệt. Anh Xuyên, nghe tôi nói, thật ra không có gì to tát. Anh im đi, quy tắc giang hồ, không làm hại đến vợ con. Quan Nhị Gia vẫn đang nhìn chúng ta. Châu Hùng phản bội Long Môn, giết chết anh em, anh ta có tội, nhưng gia đình anh ta liên quan gì? Các người bắt gia đình anh ta đến đây, điều này có gì khác nhau? Anh Xuyên, tôi biết anh là người có lòng nhân từ, nhưng với loại người vô dụng này, lòng nhân từ có ích gì? Phải, Từ Viễn nói không sai. Anh nghĩ xem, lúc đó Châu Hùng hại anh, hại anh em Long Môn, anh ta có nghĩ đến chữ nhân nghĩa không? Anh Xuyên, đây không còn là chuyện thù hận cá nhân giữa anh và Châu Hùng nữa, và mối thù máu với toàn bộ Long Môn, mối thù này không trả thì danh dự của Long Môn sẽ ra sao? Anh Xuyên, vì anh em, anh phá lệ một lần đi. Tần Xuyên, có gì thì nhắm vào tôi, nhắm vào tôi đừng động đến gia đình tôi. Anh Xuyên, sao anh lại bảo vệ tên tiểu tử này vậy? A Trạch, chúng ta sống trong giang hồ, cần nhất là trung nghĩa. Nếu anh ta không trung không nghĩa, làm kẻ phản bội, các người cũng học theo à? Anh Xuyên, anh không có ý đó, nhưng người trong giang hồ sẽ không nghĩ thế. Anh Xuyên, anh đừng lo, đừng cãi nữa, tôi thấy Tần Xuyên nói có lý. Quy tắc giang hồ không liên lụy đến gia đình, Châu Hùng không có nhân nghĩa, chúng ta không thể bất nghĩa. Hôm nay, ai dám bước ra khỏi phòng nghị sự này sẽ bị trục xuất khỏi Long Môn ngay lập tức. Châu Hùng, bây giờ anh có thể yên tâm rồi chứ? Tần Xuyên, anh nghĩ rằng trước mặt tôi, diễn màn kịch này với họ, là tôi sẽ biết ơn anh sao? Đừng mơ mộng viển vông, Châu Hùng, anh Xuyên đã đối xử tử tế với anh, nhưng anh lại nghĩ anh ấy đang diễn kịch. Quả nhiên, anh vẫn là kẻ nhỏ nhen. Anh Xuyên, anh nghe thấy không? Anh đối xử tử tế với anh ta, nhưng anh ta không coi anh ra gì. Tôi chỉ cần lòng mình thanh thản. Tần Xuyên, tôi không bằng anh. Châu Hùng, tôi không muốn tranh cao thấp với anh. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai đã sai khiến anh hãm hại Long Môn. Tôi sẽ không nói cho anh đâu. Anh cứ giết tôi đi. Được, làm theo quy tắc của Long Môn. Đưa đi. Anh Xuyên, Châu Hùng chết rồi, bây giờ anh vẫn là chủ nhân của Long Môn. Chúc mừng anh Xuyên, trở lại vị trí chủ nhân. Chúc mừng anh Xuyên, trở lại vị trí chủ nhân. Các người làm gì vậy? Khi nào tôi nói, tôi muốn làm chủ nhân? Hôm nay tôi đến, là để rửa tay gác kiếm. Anh Xuyên, Châu Hùng đã xong đời rồi. Không ai tranh vị trí chủ nhân với anh nữa. Tại sao anh phải rửa tay gác kiếm? Đúng vậy. Anh Xuyên, bầy rồng không thể một ngày thiếu đầu, anh đừng khiêm tốn nữa,
Chủ nhân, xin mời ngồi, xin mời chủ nhân ngồi lên. Tôi không muốn làm chủ nhân gì cả, buổi lễ này không phải để chúc mừng chủ nhân mới của Long Môn, đây là hội nghị rửa tay gác kiếm mà. Anh Xuyên, anh đừng rửa tay gác kiếm nữa. Anh nhìn xem, bao nhiêu anh em nguyện đi theo anh, chức môn chủ, ngoài anh ra, ai còn xứng đáng nữa. Đúng vậy, anh Xuyên, vị trí môn chủ Long Môn, anh không ngồi, anh định làm gì hội nghị rửa tay gác kiếm chứ? Tôi thấy đầu óc anh, cần đi khám bác sĩ đấy. Từ Viễn, tôi cảnh cáo anh lần cuối, khi nói chuyện với anh Xuyên phải tôn trọng, tôi đã nhịn anh lâu rồi. Anh Xuyên, anh em đều ủng hộ anh đừng từ chối nữa. Nhưng các người đừng quên, tôi đã nói trước mặt chú Thái, rằng sẽ tổ chức hội nghị rửa tay gác kiếm. Nếu bây giờ tôi nuốt lời, chẳng phải là lừa dối anh em Long Môn sao, lừa dối quan nhị gia sao? Hay các người muốn tôi, giống như Châu Hùng, trở thành một kẻ không có tình nghĩa? Có đúng không, Tân Xuyên, Long Môn không thể không có người lãnh đạo, vì anh em đã tin tưởng anh như vậy, và đề cử anh làm môn chủ, đó là thuận theo ý trời. Và lòng người, dù anh không rửa tay gác kiếm, quan nhị gia cũng sẽ không trách tội anh. Thái Thúc, anh Xuyên, Thái Thúc đã nói vậy rồi. Anh Xuyên lên ngồi đi. Anh Xuyên, anh ngồi vào chỗ đó đi. Được, vì các người nhất quyết muốn tôi làm môn chủ, thì tôi sẽ nhận. Tốt lắm, kính chào môn chủ, vì tôi là môn chủ mới của Long Môn. Vậy các người phải nghe lời tôi, đúng không? Đương nhiên, môn chủ ra lệnh, ai dám chống lại? Tốt, vậy tôi sẽ dùng danh nghĩa môn chủ mới của Long Môn ra lệnh. Từ hôm nay, Long Môn giải tán. Gì cơ? Tần Xuyên, chuyện này không phải đùa đâu. Phải đấy, anh Xuyên, anh em chúng tôi đều thành tâm muốn theo anh không thể giải tán Long Môn được. Anh Xuyên, đừng đùa với anh em như thế. Tôi có đang đùa không? Vì các người muốn tôi làm môn chủ, thì mệnh lệnh tôi đưa ra phải được thực thi. Từ hôm nay, Long Môn giải tán. Tần Xuyên, Long Môn không phải chỉ của riêng anh, đó là của toàn thể anh em Long Môn. Anh tự ý giải tán Long Môn, sau này anh em chúng tôi phải làm sao? Ai về nhà nấy, thoát khỏi giang hồ, tránh xa những ngày tháng đấu đá giết chóc. Có xấu gì, anh Xuyên, sao anh không suy nghĩ lại? Việc quan trọng như vậy, không thể vội vàng được. Anh Xuyên, bao nhiêu huynh đệ muốn theo sau anh, không liên quan đến chuyện rời bỏ giang hồ. Hãy thu hồi mệnh lệnh của anh đi. Phải, A Xuyên, anh nhìn xem huynh đệ của mình, đây không phải là trò chơi gia đình. Xuyên, anh hãy thu hồi mệnh lệnh đi. Vì tôi là trưởng môn mới của Long Môn, thì quy tắc của tôi là quy tắc. Từ hôm nay, Long Môn giải tán, ai đồng ý? Ai phản đối? Tần Xuyên, chúng ta cùng nhường nhịn nhau một bước. Tôi không ép anh làm trưởng môn, anh cũng đừng giải tán Long Môn. Không có ý kiến gì chứ, thì cứ làm vậy, chuẩn bị lễ rửa tay gác kiếm đi. Sáu vị thần hội tụ. Sáu con đường hài hòa. Mọi việc đều may mắn. Không tránh được điềm lành xấu. Họ Tần Danh Xuyên. Nắm giữ vị trí đầu rồng nhiều năm. Tôn trọng lời dạy của tổ tiên, cắt tỉa gai góc. Sự thịnh vượng và phồn vinh của Long Môn, tất cả đều vì lợi ích. Tự thấy không hổ thẹn với cha mẹ, không hổ thẹn với trời đất, không hổ thẹn với anh em. Hôm nay giải nghệ, từ chức, rửa tay gác kiếm, không hỏi thế sự, đặt bàn thờ tỏa lễ, để báo với trời đất. Ông Tôn, Châu Hùng đã chết. Châu Hùng chết rồi, ngồi tù 5 năm, vẫn có thể khiến Châu Hùng chết. Tần Xuyên này, tôi đã thực sự xem thường anh ta. Ông Tôn, sau khi Tần Xuyên ra tù, anh ta như một người khác, vừa mới tổ chức lễ rửa tay gác kiếm, nói là muốn rời khỏi giang hồ, còn muốn giải tán Long Môn. Anh ta đã không còn đe dọa chúng ta nữa, còn cần phải giết anh ta không? Giải tán Long Môn có ích gì? Nếu Tần Xuyên không chết, những người dưới tay anh ta vẫn sẽ theo anh ta. Anh ta đã làm hại tôi, toàn bộ khu vực lừa đảo đã bị phá hủy, mất hàng tỷ, tôi vẫn chưa tính sổ với anh ta. Ông Tôn, Tần Xuyên, không dễ giết chết, nếu anh ta dễ bị tiêu diệt như vậy, thì tôi thấy cũng chẳng thú vị gì. Ông Tôn, vậy, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Vì không thể đụng đến anh ta, thì hãy bắt đầu từ những người anh em dưới trướng anh ta, tấn công các đồng đội của anh ta. Khi tôi đã loại bỏ từng người một, còn lại mình anh ta cô đơn lẻ bóng, xem anh ta đấu lại tôi thế nào. Anh, hãy đi tìm Dương Thanh Phong của băng nhóm Thanh Thành ngay lập tức. Giao việc này cho anh ta. Vâng. Dương Thanh Phong, ý anh là gì?
Từ Viễn, đi theo chúng tôi một chuyến. Buông tôi ra. Vì vài kẻ vô dụng như các người, tôi đã phí bao nhiêu thời gian. Dẫn đi, Dương Thanh Phong, anh chờ đấy. Anh Xuyên, tôi bị người ta chém ở đại lộ Thiên Hải. Dương Thanh Phong, Long Môn và Băng Thanh Thành các người không xâm phạm lẫn nhau, tại sao anh lại sai người đến chém tôi? Ý anh là gì vậy? Trần Trạch, đừng trách tôi khiến anh chết không hiểu chuyện. Có người bảo tôi diệt Long Môn, tôi sẽ bắt đầu từ những kẻ bỡ đỡ này. Bọn tay sai này, mày đang nói mớ gì thế? Kể từ khi anh Xuyên trở lại Long Môn, tiêu diệt kẻ phản bội, chỉnh đốn tâm trí mọi người, hãy hỏi xem trong thành này ai có thể tiêu diệt Long Môn? Cứng đầu với tôi cũng vô ích. Lần này các người đã đắc tội với người quan trọng, đủ để các người chết 100 lần. Đặc biệt là Tần Xuyên, vị đại nhân vật kia đã đặc biệt dặn dò phải chăm sóc thật tốt cho anh ấy. Chỉ bằng các người cũng muốn động đến anh Xuyên, tôi cảnh cáo các người, nếu dám động đến một sợi tóc của anh Xuyên, tôi sẽ chặt các người thành 18 mảnh. Chặt tôi đi, anh còn sống mới nói chuyện rời khỏi chỗ này. Các người phải chăm sóc thật tốt cho anh ấy, đánh gãy hết răng hắn, tôi muốn xem không có răng, miệng hắn có còn cứng như vậy không. Không ăn cơm à, để anh Trần mát xa cho, dùng sức một chút được không, miệng thật sự rất cứng, tiếp tục đánh. Đánh người không có sức, còn dám ra giang hồ. Tôi không tin, nếu hôm nay tôi không làm cho anh câm miệng, tôi không họ Dương, anh Phong. Có chuyện không hay, làm ồn cái gì, Tần Xuyên đến rồi, đến đúng lúc, tôi đỡ phải đi tìm anh ta, cũng để cho anh xem. Tôi làm thế nào để đánh chết Tần Xuyên, được đánh chết sống sờn, chỉ có anh muốn giết Tần Xuyên à, thôi mơ đi. Xin lỗi anh Xuyên, tôi đã bị bọn này lừa, tôi đã làm mất mặt anh, tôi không còn là anh trai anh nữa, không có gì phải làm mất mặt tôi cả. Tần Xuyên, anh rửa tay gác kiếm, đã rút lui khỏi giang hồ là tin đồn, thật rồi đấy, kể từ khi đã rời bỏ giang hồ, anh nên ở yên trong nhà như một con rùa, chạy đến đây cứu người ta làm gì, Trần Trạch là anh em sống chết với tôi cứu anh em tôi. Cần lý do gì chứ? Đừng có ở đây mà diễn trò giang hồ nghĩa hiệp, kịch tình anh em thâm giao. Tôi thấy anh chỉ muốn tiếp tục làm anh lớn. Cái gọi là rời giang hồ, chỉ là cái cớ tìm đường lui. Tùy anh nghĩ sao, mau thả người cho tôi không hứng thú ở đây nói chuyện với anh. Tần Xuyên, anh vẫn tưởng mình là cái thời làm mưa làm gió ở Cảng Thành à? Không, anh đã hết thời rồi, Long Môn của anh sắp tàn rồi. Ý anh là gì? Anh đã đắc tội với ai thì tự biết. Dương Thanh Phong, anh nói chuyện vui vẻ được không? Tôi có cần thiết phải vui vẻ với một người sắp chết không? Chỉ là thật đáng tiếc thôi. Mỹ nữ, cô quyết định sẽ theo Tần Xuyên đến chết, hay là thế này, cô theo tôi đảm bảo sẽ thú vị hơn nhiều, phong phú đa dạng. Mơ đi, mỹ nữ, có lẽ cô không biết Tần Xuyên đã đắc tội với những người quyền lực nào. Nhìn khắp cả thành phố này, họ đều là những người có quyền thế vô cùng lớn. Nếu Tần Xuyên chết, cô cũng chỉ có một kết cục, chết. Dương Thanh Phong, đừng có dọa người ta. Nhìn xem khắp thành phố này, anh Xuyên của chúng tôi cũng xứng đáng có quyền thế vô cùng lớn. Ai có thể giết được anh Xuyên của chúng tôi? Họ không xứng. Trong giới giang hồ này, có lẽ anh ấy là một nhân vật, nhưng trước mặt người khác, anh ấy không là gì cả. Anh ấy đến mang giày cho người ta còn thấy mất mặt. Nói như vậy, người bảo anh đến giết tôi, không phải là người trong giang hồ. Nói đi, anh ta thuộc phe nào? Tần Xuyên, đừng cố gắng moi thông tin từ tôi không có gì để nói. Với một người sắp chết, mỹ nữ, nếu bây giờ cô không theo tôi, Tần Xuyên chết mất, dù cô quỳ xuống van xin tôi cũng không cần cô nữa. Chỉ với những kẻ tay sai này, cá mòi tôm tép, đúng là tự cho mình đã ăn chắc anh Xuyên rồi. Tần Xuyên không phải là thần tiên, anh ta cũng là người thì cũng có thể bị chém chết. Sao cô không hỏi xem anh ta có sợ con dao trong tay tôi không? Dương Thanh Phong, bây giờ anh thả Trần Trạch ra, nói ra xem là ai sai anh đến đây của tôi có thể cho anh một con đường sống. Tần Xuyên, anh có phải là bị dọa cho sợ hãi đến mất trí không? Còn cho tôi đi nữa à? Nhìn xem những người anh em đứng sau tôi, ai nên xin xỏ ai đây? Có vẻ như anh thực sự không định sống tiếp, anh còn đóng kịch nữa à? Cô gái, Tần Xuyên chỉ giỏi nói phét, tôi không hiểu nổi, cô thấy điểm gì ở anh ta? Không thể nhìn thấu tình hình chung, người không nhìn thấy tình hình là anh. Tần Xuyên, anh không phải đã rút khỏi giang hồ rồi sao? Sao vẫn còn người theo anh? Chức vị trưởng môn chỉ là danh nghĩa, nơi có Tần Xuyên là nơi có Long Môn. Anh ấy ở đây, anh ấy chính là Long Môn. Bây giờ anh đã nhìn thấy tình hình chưa? Đông người có ích gì?
Khi vị đại nhân kia lên tiếng, tất cả các người đều phải chết, tôi cho anh một cơ hội nữa. Hãy gọi vị đại nhân mà anh nhắc tới. Tới đây, tôi không thể gọi được người đó. Khi nào ông ấy muốn gặp anh tự khắc sẽ biết ông ấy là ai. E rằng lúc đó anh đã chết rồi. Còn dám tỏ vẻ hùng hổ ở đây, Dương Thanh Phong, anh không sợ chết sao? Muốn giết tôi, không phải dễ dàng, đây, lấy đi. Cầm lấy, các người hãy xông lên cho tôi, đánh cho chúng nó vui, tất cả lên, chém chết chúng nó, kẻ sắp chết, còn dám ngông cuồng, bắt sống Dương Thanh Phong, xem ai đã sai người này đến, không cần các người can thiệp. Tôi đã, không phải là đại ca của các người nữa, không có lý do để các người làm việc thay tôi. Dương Thanh Phong, tôi cảnh cáo anh lần cuối. Cuối cùng anh nói, hay không nói, cứ đi hỏi Diêm Vương đi, giết Tần Xuyên cho tôi, lên. Sao anh lại chạy? Tất cả lên. Dương Thanh Phong, tôi sẽ giết anh. Các người đứng lên, tất cả đứng lên, giết hắn cho tôi. Giết chúng, tôi sợ bẩn tay mình, cút đi. Đừng đi, quay lại và xử lý. Tần Xuyên, anh không thể giết tôi. Tại sao? Tại sao anh Xuyên không thể giết anh? Vì mạng sống của anh em hắn đang trong tay tôi. Nếu anh dám giết tôi sẽ khiến họ phải theo tôi xuống mồ. Anh cũng đáng gì để lấn vào giang hồ. A Dương, tôi khuyên anh hãy thả tất cả anh em của tôi đi. Tôi có thể để anh đi. Thả anh em anh hay không, tôi không có quyền quyết định. Anh đã trói họ, sao anh lại nói không có quyền quyết định? Bây giờ họ đã được gửi đến trước mặt vị đại nhân kia rồi. Thả họ hay không, tôi thực sự không có quyền quyết định. Vậy thì giữ mạng sống của anh còn có ích gì nữa? Tôi còn sống, người đó sẽ không làm hại anh em của anh. Nếu tôi chết, họ không thể sống nổi được một phút. Vậy thì đưa tôi đi gặp vị đại nhân vật đó. Đại nhân vật không phải cứ muốn gặp là được gặp. Nói nhiều làm gì, anh không phải nói sẽ đánh gãy hết răng tôi sao? Hôm nay cho anh nếm thử mùi vị của răng vỡ. Anh đánh tôi thử một cái xem. Đánh tôi, anh làm gì được tôi? Anh xong đời rồi, người đứng sau tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các người. Anh cũng phải chết. Hôm nay nếu anh không nói đó là ai, tôi sẽ khiến anh chết ngay tại đây. Vị đại nhân vật đó tuyệt đối không phải là người các anh có thể chọc vào. Nếu biết điều thì mau chóng thả tôi đi, dù có chết anh cũng không định nói. Các anh dám giết tôi không? Dám không? Tôi có người đứng sau, người quan trọng ủng hộ tôi. Mạng sống của hai người em vẫn nằm trong tay tôi. Các người có dũng khí giết tôi không? Vị người quan trọng kia sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Anh không phải đã nói rồi sao? Người lớn kia muốn giết tôi thì có lẽ tôi cũng không sống nổi mấy ngày nữa. Tôi, một người sắp chết có gì không dám làm? Trước khi chết kéo vài người làm bia đỡ đạn, trên con đường đi xuống âm phủ cũng đỡ cô đơn. Tần Xuyên, đừng làm gì dại dột. Nếu biết điều, hãy thả tôi ra. Tôi sẽ phải nói giúp với người quan trọng kia, có thể vị đó sẽ tha cho tôi một mạng. Anh tin những lời đó sao? Dương Thanh Phong, anh ở giang hồ cũng là một nhân vật có tiếng, sao lại cam lòng làm chó cho người khác? Tần Xuyên, trước đây anh cũng không phải là đã từng làm chó cho người khác sao? Người ta chỉ cần một câu nói, anh đã phải ngồi tù 5 năm rồi, anh quên rồi sao? Anh có thể đấu lại họ không? Nói như vậy, anh và Châu Hùng đều là người làm việc thay họ. Tần Xuyên, tôi khuyên anh, hãy ngoan ngoãn chịu chết, sẽ dễ chịu hơn. Biết quá nhiều sẽ khiến anh chết trong tuyệt vọng. Anh Xuyên không bao giờ tuyệt vọng. Đó không phải là việc anh cần quan tâm. Nói nhanh đi, người đó là ai? Anh ta chính là... Dương Thanh Phong. Ông Tôn bảo anh làm việc, anh lại làm như thế này. Thư ký Vương, tôi làm việc không thành. Xin anh giúp tôi, xin ông Tôn, tha cho tôi. Xin một lần nữa, đã muộn rồi. Thư ký Vương, anh đang làm gì thế này? Ông Tôn rất không hài lòng với biểu hiện gần đây của anh. Đã mời gia đình anh đi uống trà rồi. Thư ký Vương, tôi xin anh hãy giúp gia đình tôi. Xin xỏ trước mặt ông Tôn, xin ông ấy tha cho gia đình tôi.
Thanh Phong à, nếu anh làm việc hiệu quả hơn, làm sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Thư ký Vương, tôi làm việc không tốt. Tôi chấp nhận phạt. Xin anh, hãy tha cho gia đình tôi. Tính khí của ông Tôn, anh biết mà, muốn xin lỗi, không thể không có gì trong tay. Ông ấy muốn gì, tôi đều sẽ đưa. Vậy thì, hãy để lại mạng của anh, dưới tay ông Tôn, không chấp nhận người vô dụng. Chỉ cần có thể tha cho gia đình tôi sẵn sàng hiến dâng mạng sống này. Tần Duyên, ông Tôn rất quan tâm đến anh, đi với tôi, một chuyến nhé. Ông Tôn là thứ gì thế? Ông ấy muốn gặp Tần Duyên, bảo ông ấy tự mà đến đây. Tôi đang nói chuyện với Tần Duyên, từ bao giờ tới lượt anh, làm tay chân xen vào. Thật là không có quy củ, anh muốn chết à? A Trạch, ông Tôn trong miệng anh chính là Châu Hùng và Dương Thanh Phong, nói là người quan trọng không đến nỗi, ông Tôn chỉ là chủ tịch hội thương mại Cảng Thành, chủ tịch hội thương mại Cảng Thành. Tôn Lập Đông, đúng vậy, ông Tôn chỉ là một người kinh doanh đàng hoàng, so với anh cái này, chỉ cần vất cờ một cái, liền có thể gọi được vài trăm tiểu đệ, so với đại ca giang hồ. Chênh lệch xa lắm, kinh doanh. Những người kinh doanh gì, có thể điều khiển từ phía sau, Châu Hùng và Dương Thanh Phong, anh ta làm ăn gì vậy? Nếu anh tò mò thế, cùng tôi đi gặp mặt, không phải biết ngay à, Tần Duyên. Không thể đi, Tôn Lập Đông bề ngoài là chủ tịch hội thương mại Cảng Thành, nhưng bí mật là người kiểm soát toàn bộ giang hồ Cảng Thành. Ai muốn mở một quán bar KTV đều phải hỏi Tôn Lập Đông trước. Nếu ông ta đồng ý, cơ sở kinh doanh mới có thể tiếp tục. Nếu ông ta không đồng ý. Tần Duyên, anh còn nhớ Lưu Thuận Phi không? Đại ca của Băng Thái Sơn. Lưu Thuận Phi, 5 năm trước Băng Thái Sơn bị diệt, 800 anh em, không một ai sống sót. Người đời nói, chính vì Lưu Thuận Phi không trả phí hội viên cho hội thương của Tôn Lập Đông, Tôn Lập Đông lợi dụng chuyện này của Băng Thái Sơn, làm một phen giết gà dọa khỉ cho giang hồ. Đại ca của băng nhóm Thái Sơn, Lưu Thuận Phi, chết thảm trên đường phố. Lúc đó, anh mới vào tù, anh không thấy cảnh tượng thê thảm của Lưu Thuận Phi, có vẻ như Tôn Lập Đông thật sự không đơn giản, toàn là lời đồn thổi trong giang hồ, không có bằng chứng, với ông Tôn, không có liên quan gì. Tôi khuyên các người, đừng nói bừa thì... Cô nương, cô còn nhớ vợ của Lưu Thuận Phi không? Vợ của Lưu Thuận Phi, kiện Tôn Lập Đông, nhưng hoàn toàn không có bằng chứng. Cuối cùng, vợ của Lưu Thuận Phi, được đưa đi Myanmar. Anh Xuyên, anh nhất định không thể gặp Tôn Lập Đông, anh đã giết Châu Hùng, giành lại quyền lực lớn của Long Môn. Tôn Lập Đông muốn gặp anh, chỉ là muốn anh phục tùng ông ta. Nếu anh không đồng ý, e rằng, số phận sẽ giống như Lưu Thuận Phi, có đi hay không? Không phải do cô quyết định, anh Xuyên, anh đừng quên, Thẩm Phi Vũ và Từ Viễn vẫn còn trong tay ông Tôn, nếu tôi đi, anh có thể thả anh em tôi không? Nếu anh đi, vẫn còn cơ hội sống, nếu anh không đi. Tần Xuyên, không thể đi, đúng, anh Xuyên, anh không thể đi, Thẩm Phi Vũ và Từ Viễn bị bắt vì tôi, nếu tôi không đi cứu họ, tôi còn xứng đáng được họ gọi một tiếng đại ca không? Vậy tôi đi cùng anh, Tôn Lập Đông muốn giết anh, phải bước qua xác tôi trước. Anh Xuyên, đi cùng anh, mọi người cứ yên tâm ở nhà. Tôi chỉ đi ăn bữa cơm, trò chuyện một chút mà thôi, có liên quan gì đến các người. Anh Xuyên, Tôn Lập Đông sẽ không để yên cho anh. Cứ yên tâm, tôi, Tật Xuyên, kể từ khi ra tù, luôn luôn chính trực, không làm việc gì trái pháp luật. Tôn Lập Đông muốn giết tôi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cứ yên tâm, ông Tôn là người nói chuyện phải quấy. Tất nhiên không bừa bãi hạ người. Được rồi. Đợi tôi về. Tần Duyên, đi với tôi đi. Chị Đường, tôi sẽ kêu anh em đi cứu Tần Duyên. Ông Tôn, người ông muốn đã đưa tới đây, đến đúng lúc. Lần này tôi chơi thế nào? Lần này chơi không ổn. Giá để bóng không tốt, anh nghĩ sao? Nếu tôi thay họ, bằng giá để bóng, có thể chơi tốt hơn không? Tần Duyên, sao anh không thử xem? Người ông muốn tìm là tôi đã đứng đây rồi. Hãy thả người đi, thả người.
Tất nhiên là được. Chỉ là, tôi là người kinh doanh, trong kinh doanh, có mua có bán, phải không? Tôi sẽ thả hai em của anh định dùng cái gì để đổi với tôi? Ông thực sự muốn cái gì? Không vội, nào, hãy uống trà. Uống đi. Sợ tôi đầu độc anh à? Có độc trong trà này không? Ông tự biết rõ trong lòng, ông Tôn muốn giết anh, cũng không cần đến độc, hãy thử xem. Nào. Vị rất ngon, trà thì ngon đấy, chỉ tiếc là khu vực trồng trà đã mất rồi, sau này e rằng không uống được nữa. Sao lại mất được? Có người đã phong tỏa vườn trà của tôi. Hàng tỷ đồng trà đều bị thu giữ, anh nói xem. Làm sao tôi còn uống được trà? Tôi nhớ là không phải phong tỏa vườn trà, mà là khu vực lừa đảo đấy. Biết rồi thì tốt, đây là vụ làm ăn hàng tỷ đô la, chỉ cần nói một tiếng. Bây giờ, anh còn muốn tôi thả hai người của An. Anh định đổi bao nhiêu thứ với tôi? Ông làm toàn những việc không sạch sẽ, bị đóng cửa cũng là do ông tự gây ra. Không thể trách tôi về việc ông bắt cóc anh em của tôi, còn đòi tiền từ tôi. Tôi nói thật với ông, tôi sẽ không đưa một xu nào. Tôn Lập Đông, không thiếu tiền. Điều tôi muốn, chỉ có một, anh vẫn mang theo, rốt cuộc ông muốn gì? Mạng của anh. Chỉ cần anh để mạng lại đây, thì tôi sẽ thả họ ngay lập tức. Buồn cười. Anh Xuyên, đi, mau đi, đừng lo cho chúng tôi. Anh Xuyên, tôi, Từ Viễn, đã chết. Cách đây 5 năm, đi đi, mau đi, các người cứ yên tâm, hôm nay tôi, không chỉ cứu, anh em tôi, mà còn, không để mạng của ông cho ông. Tốt, xứng đáng là đại ca của Long Môn, chỉ là tự tin thôi, nhưng, tôi rất tò mò, làm thế nào anh đã cứu, hai người đó từ, rất nhiều đàn em của tôi. Tôn Lập Đông, đừng tưởng rằng, làm chủ tịch hội thương mại, ông có thể che trời một tay, và kiểm soát giang hồ của cả cảng thành, tôi không thể à, các người nghĩ sao, tôi có thể không? Nói từng chữ một cho anh ấy nghe, tôi có thể hay không? Dĩ nhiên là ông có thể, băng Thái Sơn, băng Thanh Thành, chỉ một câu của ông, muốn diệt thì diệt, trưởng môn của Long Môn, anh muốn trói thì trói. Hiện nay, môn chủ của Long Môn, càng là bị ông sai khiến, ở Hương Thành, ngoài ông ra, ai có thể che trời bằng một tay, Tần Duyên. Anh nghe thấy không, em trai tôi này, tiếng quan thoại nói rất tốt. Không biết anh, nghe rõ chưa? Hương Thành chẳng phải do ông một mình quyết định, ông phải biết, người ngoài có người, trời ngoài có trời, nói đúng lắm. Chính là trời của Hương Thành, lời tôi nói, đó chính là luật pháp. Hôm nay, tôi bảo anh quỳ. Anh phải quỳ cho tôi, nếu tôi không quỳ thì sao, thì chỉ một chữ. Chết. Dám động đến anh Xuyên, tôi, không giết được ông. Anh Xuyên, đi thôi, đi à, Tần Xuyên, anh đã suy nghĩ kỹ chưa, là quỳ xuống. Hay là chết, muốn tôi quỳ, ông còn không xứng, muốn tôi chết, cứ xem người có khả năng đó không, khả năng đó, đến lúc chết mà anh vẫn cứng đầu, có vẻ, không cho anh thấy mổ máu, anh thật sự coi tôi là quả mềm, người đâu, cho tôi tháo một chân này. Ai dám động đến anh Xuyên của chúng tôi? Đều đã chán sống phải không? Tần Xuyên, chẳng lẽ, đây là chỗ dựa của anh, chỗ dựa của tôi không chỉ có vậy đâu. Tôi khuyên ông, bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp. Tôn Lập Đông, đừng tưởng rằng mình giữ chức vụ chủ tịch hội thương nhân là có thể đụng đến anh em Long Môn chúng tôi. Tôi khuyên ông, tốt nhất là thả anh em tôi ra, nếu không tôi sẽ giết ông. Quá ồn ào. Anh nói đi, lại là chuyện giang hồ, đánh nhau giết người ấy à, tôi đã chán ngấy. Con chó hoang vẫn là con chó hoang, không hiểu một chút quy tắc nào. Tưởng rằng có vài người theo, là có thể phô trương. Anh nói nhiều thế, cứ nói đi, nếu còn nói tôi sẽ chặt anh thành thịt. Anh tưởng, chỉ anh mới gọi người được à? Sao? Sao anh không gọi nữa? Có vẻ như anh cũng có khá nhiều người, đúng thế. Ông Tôn, quản lý các lực lượng lớn tại cảng. Chỉ cần ông Tôn ra lệnh một câu, liền có thể gọi hàng vạn người. Anh Long Môn, chỉ bằng điều này, cũng muốn đấu với chúng tôi.
Tần Duyên, bây giờ quỳ xuống, còn kịp đấy, sao phải quỳ trước mặt các người, chỉ bằng những con cá mục này, tôi còn không coi vào đâu. Tần Duyên, ông Tôn đã nhiều lần cho anh cơ hội, để anh sống sót, mà anh, lại không biết điều, không lẽ, anh thực sự muốn như Lưu Thuận Phi, thi thể nằm trên phố sao, đến lúc đó có lẽ, người thi thể nằm trên phố không phải tôi, mà là các người, chúng tôi, mở to mắt ra mà xem, chúng tôi có bao nhiêu người đây, chỉ chờ một lời của ông Tôn, lập tức biến anh thành thịt băm, mà anh chết trước khi tử tế còn không biết, lại còn dám lớn tiếng đe dọa tôi. Tần Duyên, tôi thấy trên người anh, cái cứng được có mỗi cái miệng thôi. Tần Duyên, tiếc là trước đây, tôi còn nghĩ anh là một nhân vật, không ngờ, anh lại ngu ngốc đến như vậy, đến mức không biết trời cao đất dày, ngu ngốc đến không biết ai là vua của thành cảng, dưới trướng của tôi, không cần những kẻ ngu ngốc tột cùng, giết hết chúng. Triệu Trung Hoa, anh cũng đến rồi. Bây giờ các người xem này, cuối cùng là ai, có nhiều anh em hơn. Chó hoang vẫn là chó hoang, chỉ là có thêm vài người, không thể nhịn được mà sủa loạn, anh chỉ giỏi nói mồm, lát nữa sao kề cổ, tôi muốn xem miệng anh có còn cứng được không, thế nào. Bây giờ ông thả anh em tôi ra, tôi có thể tha cho ông một mạng. Tần Duyên, bây giờ nói những lời này, có phải hơi sớm không, chúng tôi anh em đông, mỗi người một dao, có thể chặt anh thành miếng, bây giờ ít nói lớn lời đi, các người có làm được không? Họ Tôn, tôi khuyên ông bây giờ, nên mau chóng thả chúng tôi hai người đi, rồi quỳ xuống trước mặt đại ca tôi, và cúi đầu xin lỗi, nếu không, lát nữa sẽ đem anh ra cho chó hoang ăn, cho chó hoang. Người như anh, tươi cười nhưng đầy toan tính, kẻ hiểm độc, đến chó hoang cũng không chịu ăn, tôi cũng thật tò mò. Sao không chết đi rồi, để người ta lấy tim, và gan của anh ra. Xem chúng có ăn không, chỉ là thêm vài người mà thôi, nhìn xem, mỗi người trong các người tự phụ ra sao. Thôi nào, làm sao anh biết được rằng anh ta đến, chắc chắn sẽ giúp các người, Tôn Lập Đông. Ông đầu óc có vấn đề à, sao ông lại hỏi câu như thế, anh ấy là trưởng môn của chúng ta, nếu không giúp chúng ta, thì giúp ai, không nhất thiết phải vậy đâu, vậy, có thể không đấy. Tần Duyên, người đi chết đi, Duyên ca. A Trạch, Duyên ca, tôi không sao, đừng nói, nhanh đến cầm máu cho cậu ấy. Triệu Trung Hoa, cậu là trưởng môn của Long Môn, lại dám chém đại ca, tôi phải thi hành gia pháp với cậu. Triệu Trung Hoa, cậu có ý gì? Ý tôi chưa rõ ràng sao? Hôm nay tôi định giết ngươi, Triệu Trung Hoa. Tôi, Tần Duyên, đã đối xử không tồi với cậu, tại sao cậu lại phản bội tôi, Tần Duyên? Câu nói đó, cậu đã nói sai rồi, cậu ta luôn là người của tôi, có gì là phản bội. 10 năm trước tôi đã làm theo ý của ông Tôn, lén vào Long Môn, chủ môn Long Môn tính là cái gì, chỉ có theo ông Tôn mới có cơ hội tiến thân, có cơ hội lớn để thăng tiến, Triệu Trung Hoa. Tên nhóc dễ thương, tôi sẽ thay mặt Tần Duyên, giết ngươi. Nếu ngươi có thời gian đó, thì nên nói ít đi, để sống thêm một lúc. Không trách được Chu Hồng đã biết chuyện của 5 năm trước. Triệu Trung Hoa, chính là người tiết lộ phải không? Là tôi tiết lộ. Các người có thể làm gì tôi đây? Tôi đã nói cho rồi, Tần Duyên. Không chỉ là tin tức của Mewazi, còn có tin anh được thả sau khi ra tù, cũng là tôi tiết lộ cho Chu Hồng, cũng như việc các người bị bắt, cũng là tin tôi để lộ ra, để Dương Thanh Phong đi xử lý. Tất cả vì cậu, kẻ tiểu nhân này, làm tôi bị anh em Long Môn nghi ngờ suốt 5 năm trời. Tôi sẽ khiến cậu bị tiêu diệt, Triệu Trung Hoa. Nếu cậu dám, hãy thả tôi ra, chúng ta đấu tay đôi. Đấu tay đôi, tôi sẽ chém cậu thành 80 mảnh. Tôn Lập Đông đã đưa cho cậu lợi ích gì, để cậu giúp ông ta như thế, hãm hại anh em Long Môn, lợi ích. Lợi ích thật là quá nhiều, vị trí chủ nhân ở Long Môn, sẽ do tôi đảm nhận, mọi kinh doanh của Long Môn, sẽ do tôi quản lý, các lực lượng lớn trong giới giang hồ, sẽ do tôi điều khiển, không sai. Ông Tôn, là chủ tịch hiệp hội thương mại, quản lý tài chính thương mại của thành phố này. Và, là người đại diện bí mật cho ông Tôn, liên minh mạnh mẽ giữa thế giới doanh nghiệp và hắc đạo. Nhìn khắp thành phố này, ai có thể đối đầu được, điều đáng tiếc duy nhất là, giá như anh chết từ 5 năm trước. Thì Dương Thanh Phong, Chu Hùng và những người khác không phải làm gì. Tôi đã thống trị giang hồ rồi, thống trị giang hồ, không ngờ. Thường ngày, cậu chỉ biết im lặng và làm việc ở Long Môn. Cúi đầu làm việc, tôi luôn nghĩ cậu là người chân thật, không ngờ cậu có tham vọng lớn như vậy, có vẻ tôi đã coi thường cậu.
đừng có rắt mắt với tôi, Tần Duyên. 5 năm trước không giết được anh, nhưng không sao, hôm nay, ngay tại đây, tôi sẽ giết anh, bầu trời giang hồ thành phố này, vẫn là của Triệu Trung Hoa. Tần Duyên. Cậu không phải là người có nhiều người hơn sao? Vậy bây giờ xem, ai có nhiều người hơn nhỉ? Tôi nói này, Tiểu Tần. Cậu vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Sao không, kiêu ngạo thêm lần nữa xem nào. Sao bây giờ cậu không la lên nữa? Cậu kêu lên đi, tôi sẽ chém chết cậu. Giết tôi ư? Cậu còn không đứng dậy nổi, mà còn muốn giết tôi, đến đây. Tôi cho cậu cơ hội, chém thử xem. Cậu còn không nắm được dao, mà còn muốn chém tôi sẽ lấy mắt cậu ra, xem cậu còn tỏ vẻ như thế nào. Tần Duyên, đến lúc chết rồi. Anh còn muốn nói gì không? Tôi vẫn nói câu đó. Người chết không phải là tôi, mà là các người. Tần Duyên, bây giờ anh vẫn chưa nhìn rõ tình hình à? Tay sai của anh đã bị chúng tôi chém bị thương, thằng em của anh bị chúng tôi trói chặt, ngay cả người mà anh mang đến cũng bị chúng tôi vây bọc kín. Anh còn lá bài nào không? Những người này sắp chết rồi, nói vài câu khoác lác có sao? Bây giờ anh không để họ khoác lác, chờ lát nữa chết rồi thì không còn cơ hội khoác lác nữa. Khoác đi, có phải khoác không? Một lát nữa các người sẽ biết, tôi thực sự ngưỡng mộ anh, tính cách này của anh không thấy quan tài không đổ lệ. Tần Duyên, có phải ở trong tù như con rùa thu mình, đã luyện ra cái mặt dày này không? Triệu Trung Hoa, cậu phản bội Long Môn, chém bị thương Trần Trạch, vu cáo Thẩm Phi Vũ, và Từ Nguyên, cậu còn đáng chết hơn cả Chu Hùng. Nếu anh quỳ xuống tự tử bây giờ để xin lỗi, chúng tôi có thể để cho anh một xác nguyên vẹn. Tôi đã thấy rõ ràng, Tần Duyên, anh không phải là điên, anh là một tài năng, đến lúc này rồi. Vẫn còn đe dọa tôi, với trí thông minh của anh, ngay cả khi trở thành chủ nhân của Long Môn, những người dưới tay anh cũng chỉ là đám người tầm thường, lưu manh hạ lưu, hèn mọn vô cùng, nhưng anh em của chúng tôi ở Long Môn, mỗi người đều là anh hùng, can đảm và độc nhất. Không giống như ông, chỉ biết làm những trò hèn mọn sau lưng. So với kẻ xấu xa như ông chẳng là gì cả, đưa cậu một cái lông gà, cậu lại cứ tưởng là mệnh lệnh, một tên lưu manh trong giang hồ, cũng dám xúc phạm ông tôn. Tần Duyên, anh muốn chết phải không? Tốt, vậy tôi sẽ thành toàn cho anh, các anh em. Lên, giết Tần Duyên, thống trị giang hồ. Tôi xem ai dám động thủ. Chủ thành có mệnh lệnh, Tôn Lập Đông, cấu kết với lực lượng xã hội đen, gây họa cho thành phố. Ngay lập tức, miễn nhiệm chức vụ chủ tịch hội thương nghiệp, bắt giữ và đưa về. Ngươi đang nói gì vậy? Lệnh của chủ thành, đúng vậy, đi theo tôi một chuyến, chờ đã. Ông Tôn là chủ tịch hội thương nghiệp, dù là miễn nhiệm, cũng phải do chủ thành tới tận nơi ra lệnh. Xin hỏi, chủ thành đâu? Sắp tới đây, theo tôi thấy, chủ thành hôm nay căn bản chẳng thể tới được, và chưa bao giờ có lệnh miễn nhiệm ông Tôn. Lời anh nói có ý gì? Đừng có giả vờ nữa. Anh, chỉ là diễn viên được thuê cho ngày hôm nay mà thôi. Diễn một vở kịch ở đây, để các người cứu Tần Duyên và đám tay sai của hắn. Nhưng, các người nghĩ chúng tôi là ngốc à? Để dễ dàng mắc bẫy như vậy. Tần Duyên, ôi Tần Duyên, cậu khiến tôi cười chết được, cậu để thoát thân, lại dùng cách bịa đặt mệnh lệnh của thành chủ. Tôi thực sự đã coi thường cậu, Tần Duyên, nếu đây là phương án cuối cùng của cậu, thì tôi chỉ có thể nói rằng, anh thật ngốc, ngốc đến mức thuê vài diễn viên, và nghĩ rằng có thể lừa được chúng tôi, diễn viên. Cậu dựa vào cái gì mà nói người này do tôi thuê? Chỉ vì thành chủ không có mặt, tôi là chủ tịch hội thương mại, muốn miễn nhiệm tôi, phải có thành chủ tới tận nơi. Tại chỗ bổ nhiệm, nếu không, chỉ với vài lời nói của các người, muốn khiến tôi, Tôn Lập Đông, quỳ gối nhận tội, đến lúc chết rồi, mà còn dám ngang ngược, tôi ngang ngược thì sao? Hôm nay, tôi sẽ ngang ngược đến cùng. Các huynh đệ, hãy làm cho hắn tàn phế, ném ra đường, cho chó ăn, tôi muốn cho cả thành phố này thấy. Đây là kết cục của những kẻ đối đầu với Tôn Lập Đông. Tôn Lập Đông, thật là gan lớn. Chủ tịch Vương. Ông Vương. Sao ông lại đến đây? Tôn Lập Đông. Ai cho ông gan dạ mà dám không coi trọng lệnh của tôi, Chủ tịch Vương? Làm sao tôi dám không coi trọng ông chứ? Ông thật kiêu ngạo, thậm chí một câu nói cũng có thể làm rối loạn giới hắc bạc của thành phố phải không? Hay là tôi để ông thử ngồi vào vị trí chủ thành, không phải chủ thành Vương? Dù ngài cho tôi 100 cái gan, tôi cũng không dám cướp vị trí chủ thành của ngài, không dám.
ông không phải đã nói. Lời của ông chính là luật pháp của chủ thành sao, chủ thành vương? Lời này, ông làm sao biết? Tôi đã gọi điện cho bạn gái mình. Không có vấn đề gì đâu. Ông Tôn, tôi vừa đứng cạnh ông Vương, những lời ông nói, ông Vương đã nghe hết rồi. Ngươi, Tôn Lập Đông, ông đã thiết lập khu vực lừa đảo, kiếm được vài chục tỷ, không chỉ giết chết Lưu Thuận Phi, Dương Thanh Phong, hơn nữa, còn kiểm soát giang hồ thành phố, dùng quyền lực để mưu lợi cá nhân. Bây giờ, bằng chứng rõ ràng, ông vẫn không nhận tội sao? Tôn Lập Đông, ông đã phạm quá nhiều tội, dù sao cũng là cái chết, ông bây giờ hãy xông ra đi, có rất nhiều người bảo vệ ông, có cơ hội sống, phải không, ông suy nghĩ kỹ đi. Triệu Trung Hoa, cậu muốn nổi loạn à? Nổi loạn? Nổi loạn có thể sống sót, tôi nhận tội chỉ có đường chết, các anh em. Hãy giết Tần Xuyên, xông lên. Bảo vệ đại ca. Cậu ta nói đúng. Các anh em, chúng ta nhận tội cũng là chết, tại sao chúng ta không xông ra ngoài, có thể chúng ta sẽ có đường sống, giết hắn. Triệu Trung Hoa, sao không nhận tội, Tần Duyên? Tôi sẽ giết anh. Mê muội không tỉnh. Tần Duyên, nếu dám thì giết tôi đi. Tôi sẽ không giết cậu. Pháp luật sẽ xử lý cậu. Không ai có thể xét xử tôi, Tần Duyên. Nếu tôi phải chết, tôi sẽ kéo anh xuống làm bia đỡ đạn. Cố thủ đến cùng. Hãy bắn chết ngay tại chỗ. Các người, còn ai dám phản đối nữa không? Đưa tất cả đi. Ông Vương, cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Nên cảm ơn sự giúp đỡ của cậu mới đúng. Cậu không chỉ giúp tôi dẹp bỏ được khu lừa đảo, mà còn giải quyết Tôn Lập Đông, kẻ đứng sau này. Tôi mới là người nên nói cảm ơn, nhưng cần phải nói rõ từ đầu, những đứa em của cậu, tính cách xấu xa. Tất nhiên, án tử có thể tha, nhưng án tù khó tránh, không thể vì tình bạn giữa chúng ta mà bao che sai trái. Tôi hiểu. Tôi tin, họ cũng hiểu lý do. Tốt, hiểu là tốt. Bây giờ Tôn Lập Đông đã từ chức, chức vụ chủ tịch hội thương nghiệp này đã trống. Còn cậu, năng lực xuất chúng, uy tín cao, không biết có hứng thú làm chủ tịch không? Tôi tin, dưới sự quản lý của cậu, toàn thành phố chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ. Ông Vương, có điều ông chưa biết, tôi đã rời bỏ giang hồ rồi. Từ nay, chuyện của giang hồ tôi sẽ không can thiệp nữa. Ông hãy tìm người khác đi. Đại ca.